अहम् शरणम् गच्छामि धम्मम् शरणम् गच्छामि संघम् शरणम् गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि ra bởi nhân cớ tích rõ ràng thịt ngoài thuyết pháp nơi đàn từ bi chúng sinh ngồi chưa khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Trước là tâm bi, hôm nay là tâm hỷ. Thì có bốn cái pháp thiền gọi là tứ vô lượng tâm, bốn cái pháp mà vô lượng vô biên. Thì có những cái đối tượng là những chúng sinh, những hữu tình, tất cả các chúng sinh vô lượng vô biên. Mình có thể mở cái tâm của mình, có thể mở rộng đến bất cứ nơi nào có chúng sinh. Cái tâm nó có thể rộng mở được. Hành cái thiền này thì cái tâm nó sẽ trở nên quảng đại, nó sẽ trở nên rộng lớn, cho nên gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và sở vô lượng tâm. Là những cái pháp thiền này, là pháp phạm chú, là các cái tâm thức của các vị phạm thiền thường an chú. Cũng gần giống như thiền tâm từ và thiền tâm bi. Thiền tâm hỷ là một trong bốn đề mục phạm trú, có đối tượng là các hữu tình. Thiền sinh phải phải hướng tâm đến sự thành công của những chúng sinh. Mình muốn có cái tâm hoan hỷ thì mình cần phải để tâm đến những cái sự thành công, tức là những cái niềm hạnh phúc của các chúng sinh. Nó trái ngược lại với thiền tâm bi. Thiền tâm bi thì để tâm đến những cái nỗi khổ của các chúng sinh, thì nó sẽ sinh lên cái tâm mình bi mẫn và thương tưởng những chúng sinh. Còn đối với thiền tâm hỷ thì lại phải để tâm đến cái tác ý đến những sự hạnh phúc của chúng sinh, đến cái sự thành tựu, đến cái thành công mà họ đạt được. Thì ai mà đạt được những cái gì mà mình mong muốn thì cái điều đó là điều hạnh phúc. Và khi mình tác ý đến những sự thành công, những cái sự hạnh phúc của chúng sinh thì mình sẽ cảm nhận được cái niềm vui của chúng sinh.
cảm nhận được cái niềm vui của chúng sinh đấy, rồi mình mong muốn cho chúng sinh đấy thế luôn luôn được hưởng những cái niềm vui đấy, không phải xa lìa những cái niềm vui đấy, những cái thành công mà đã đạt được đấy, thì đấy cũng được gọi là tâm hỷ. Mình sẽ hoan hỷ theo, mình sẽ vui theo cái niềm vui của chúng sinh đấy, được gọi là hỷ tâm. Và cái tâm này nó mà được duy trì liên tục không gián đoạn thì nó sẽ đắc được các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Vì vậy nên gọi là thiền tâm hỷ. Như mình giờ bình thường ấy, mình có thể có một cái niềm vui nào đấy nhưng mà cái niềm vui mình tác ý đến ấy, nó một lúc nó chỉ an trú được một chút xíu, sau đó nó sẽ nghĩ sang chuyện khác, cái là nó mất luôn. Đấy, bây giờ mình đến, mình có ai đó, người ta có những cái ngày mà có một cái người nào đấy, người bạn hay người thân, người ta có những cái công việc, ví dụ như là người ta có những cái ngày vui, ngày trọng đại, cái ngày mà người ta có những cái đám hỷ, cái ngày mà người ta có những cái việc hoan hỷ, mình mang quà đến mình chúc mừng. Mình chúc mừng thì lúc đấy, cái lúc mình chúc mừng đấy mình cũng vui. Mà cái người ta đang có cái, người ta đang được hưởng cái thành tựu đấy, cái thành công, cái thành quả, người ta cũng vui. Nhưng mà cái tâm mà mình chúc mừng người khác trong cái lúc người ta đang có cái sự việc hoan hỷ ấy, thì cái tâm nó sẽ, mình cũng khởi lên cái tâm hoan hỷ, nhưng mà nó chỉ thoáng qua một chút là nó mất. Đấy, nó cũng là tâm hỷ mà nó mất. Còn cái hành thiền tâm hỷ là mình sẽ ngồi an trú ở một chỗ, mình nghĩ đến một cái chúng sinh nào đó, mình khởi lên cái, mình thấy cái sự thành công của người ta, và mình khởi lên cái niềm, một cái mong muốn cho cái người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Thì mình có thể trú ở trên đấy liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Cái tâm hỷ nó khởi lên liên tục không gián đoạn như vậy thì nó sẽ đạt đến cái mức an chỉ định. Và lúc đấy mình sẽ chứng đắc được các cái pháp thiền, đó là thiền tâm hỷ. Đấy là cái cách thực hành thiền tâm hỷ. Thiền tâm hỷ thì nó có cái tác dụng ấy, nó có cái công năng, đó là nó bảo vệ được những cái người hành thiền đấy, tránh được những cái nguy hiểm, những cái nguy hại ở bên trong và ở bên ngoài. Tránh được nguy hiểm ở bên trong, đó là chế ngự được cái tâm ganh tị, còn gọi là tâm tật đố. Tâm ganh tị tật đố với sự thành công của người khác, nên mình không nói những cái lời nói xúc phạm người, không có hành động ý nghĩ chống phá những cái người khác, chống phá các cái hữu tình khác. Đấy là thường thường cái tâm lý con người là mình thích hơn người khác, cho nên khi nào mình thấy người khác hơn mình thì mình sẽ khó chịu. Vậy thì cứ lúc nào mình khởi lên cái khó chịu khi thấy có một cái người khác thành công, một cái người khác người ta đạt được cái gì đó, thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Thì cái tâm khó chịu đấy là tâm, là cái tâm tật đố, hay là còn gọi là ganh tị và tật đố, nó có sẵn ở bên trong ấy. Thì vì cái tâm ganh tị tật đố đấy cho nên là nó hay có cái sự chống đối, hay có cái sự chống đối người khác. Được, dù mình thấy người ta thành công thế nhưng mình bác bỏ, mình nói xấu, nói những cái là làm cho người ta bị tổn hại về danh dự, tổn hại về uy tín, hay là có những cái hành động như là mình chống phá, mình tức bực, mình chống phá, quấy phá, làm cho cái người đấy bị phá hoại cái thành tựu của người ta, phá hoại cái thành công của người ta. Thì đấy, nó là cái tâm ganh tị nó tiềm ẩn. Thì cái người mà thực hành cái thiền tâm hỷ này thì mình sẽ chế ngự khắc phục được cái tâm đó, nó sẽ không bao giờ ganh tị với ai, bởi vì nó thấy cái niềm vui của người khác giống như niềm vui của mình, nó thấy cái sự thành công của người khác giống như là cái sự thành công của mình. Mình mong muốn cho mình được thành công, hay là khi mình thành công được một cái gì đó, mình làm cái gì đó mà có thành tựu, thì bây giờ mình rất là hoan hỷ, rất là thỏa mãn. Thì bây giờ mình tác ý đến những người khác, người ta được thành công và mình lại mong muốn cho người ta không phải xa lìa, không bị mất mát cái thành công đó, không bị mất mát cái thành tựu đấy, thì cái đấy được gọi là tâm hỷ. Hỷ là vậy, là hoan hỷ với cái thành tựu của người khác, và nó tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài.
Đấy, nó hóa giải được những ganh tị của người khác đối với mình nên không bị người khác làm hại. Như bây giờ mình sống ở đâu ấy, mà nhất là cái người nào mình mà càng có cái thành công nhiều, cái thành tựu, mình làm cái gì mình cũng dễ dàng. Những cái người có phước mà, nên làm cái gì mình cũng dễ dàng thành tựu hơn mọi người, dễ dàng thành công hơn mọi người. Thì những cái người khác ở xung quanh mình, người ta sẽ ganh tị. Mà nếu mà càng có nhiều người ganh tị thì sẽ người ta sẽ chống phá, người ta sẽ tìm mọi cách người ta phá hại. Thì đấy nó là một cái sự nguy hiểm ở bên ngoài, nó luôn luôn tỉnh giấc. Bởi vì trong tâm thức con người, tâm thức tất cả chúng sinh, nó đều có cái, bất cứ người nào nó có cái tâm sân thì nó cũng có cái tâm ganh tị nó đi kèm. Có người thì nặng về cái tức giận, có người thì nó nặng về cái tâm tâm bỏn sẻn, có người thì nặng về cái tâm ganh tị, có người thì nó nặng về cái tâm tật trạng hối. Tuy nhiên thì người nào mà có cái tâm ganh tị nặng thì người ta cứ thấy người khác thành tựu, người ta sẽ khó chịu, bực bội và tìm cách chống phá. Thì đấy là những nguy hiểm ở bên ngoài, mình không thể biết được rằng là cái người ở những người bạn của mình, cả những người bạn thân hay là những người sơ, hay là những người thân thân, hay là những người hàng xóm, những người đồng nghiệp, biết đâu người ta có cái tâm ganh tị ngầm thì sao, người ta sẽ chống phá. Có người thì người ta chống phá ở trước mặt, có người người ta chống phá ở sau lưng. Thế thì bây giờ một cái người mà thực hành được cái tâm hỷ, mình phát triển được cái tâm hỷ thì mình hoan hỷ với người khác thì người ta cũng sẽ hoan hỷ lại với mình. Mình không có cái ý chống phá ai thì sẽ không có ai chống phá mình. Vì vậy cho nên là thực hành thiền tâm hỷ nó sẽ chế ngự được những cái tâm tật đố ganh tị của bản thân mình, và đồng thời nó cũng hóa giải luôn được cái sự ganh tị tật đố của người khác. Bây giờ cứ người khác người ta thành công mình đến mình chúc mừng, người ta có niềm vui mình đến mình chúc mừng, mình thấy cảm thấy như đó là niềm vui của chính mình vậy. Thì cái người ta thành công thì đấy, người ta cũng sẽ rất là hoan hỉ với cái niềm vui được, giống như được chia sẻ vậy. Người ta tăng thêm, người ta mới thấy được là cái người kia người ta không hề có cái tâm ganh tị khó chịu tật đố với mình. Thì người ta cũng sẽ không khởi lên cái tâm ác ý, không khởi lên cái tâm tật đố ganh tị nào. Thì cái người đấy ở đâu mình cũng sống cũng được yên ổn, và sau này cái sự thành công của mình sẽ không bị ai chống phá được. Vì vậy cho nên đây là một trong những cái pháp thiền bảo hộ, hay là nó bảo vệ chính cái người hành thiền đấy, giữ được những cái thành tựu, giữ được những cái thành quả của bản thân mình và người khác. Vì vậy trong cuộc sống mình mong muốn có cái sự thành tựu thì nó cần có cái sự hợp tác lẫn nhau. Thế mà cả hai bên đều mong muốn cho mình cũng được thành công, người khác cũng được thành công trong tất cả mọi lĩnh vực, trong tất cả mọi công việc. Ai cũng muốn là mình đạt được những cái thành quả như là mình đang mong cầu, như là mình ước muốn vậy. Thế thì nếu mà có cái sự ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì các cái công việc đấy nó sẽ mình sẽ làm được những cái việc rất là lớn hơn những cái mà mình mà những cái ý định, những cái mong muốn của mình luôn. Để có cái sự, thì trong cái pháp thiền tâm hỷ này nó sẽ gắn kết, nó sẽ làm cho mọi người hòa hợp lại với nhau, nó sẽ làm cho mọi người ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau và cùng nhau xây dựng hợp tác và làm được những cái điều tốt, những cái điều mà cao cả. Đó là cái công dụng, cái tác dụng của pháp thiền tâm hỷ như vậy, nó có cái lợi ích như vậy. Thiền sinh nào mà thực hành thiền tâm hỷ này sẽ có một cái cuộc sống đó là tràn ngập những niềm vui. Có những cái người ở trên đời có hai hạng người, một là hạng người bi quan và một cái hạng người lạc quan. Thì cái người bi quan thì lúc nào cũng sầu bi, lúc nào cũng buồn đấy, lúc nào cũng buồn rười rượi. Còn một cái người lạc quan thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cười, cười nham nhở. Thế thì hai cái hạng người này là cái tâm lý nó làm sao? Cái tâm lý nó làm sao? Một người thì suốt ngày cứ ưu bi, một người suốt ngày
cứ cười. Một người thì xuất thích cười, một người thì thích sầu bi. Thì cái người sầu bi đó là luôn luôn nhìn về những cái khía cạnh khổ đau, luôn luôn tác ý đến những cái khía cạnh, những cái khía cạnh khổ đau bất an, thì khởi lên cái tâm sầu bi. Còn một cái người là luôn luôn nhìn thấy những cái niềm vui. Một cái người thì luôn luôn nhìn thấy nỗi khổ ở trong cuộc sống, cho nên là lúc nào cũng than thân trách phận, than trời trách đất. Nhưng mà có người thì nhìn đâu cũng thấy niềm vui, nhìn đâu cũng thấy niềm vui, cho nên lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng cười. Thế thì ở trong Phật giáo phát triển sẽ có hai cái hình tượng, một là hình tượng Bồ Tát. Bồ Tát Quan Âm thì lúc nào cũng yêu bi, sầu bi, tay cầm dương liễu, tay cầm bình cam lộ thủy, dập tắt não phiền cho chúng sinh. Và một hình tượng là Bồ Tát Di Lặc. Hai vị Bồ Tát sẽ là cái người gì? Đấy là nó thể hiện cho nó cái tâm, hai cái tâm trạng đối lập nhau đấy. Một người thì thương nỗi khổ, một người thì hoan hỉ với niềm vui. Thì bây giờ mình cũng vậy, con người cũng vậy, chúng sinh cũng vậy, mình cũng có nỗi khổ cũng có mà niềm vui cũng có. Cái vấn đề ấy, đó là mình nhìn vào cái gì. Nó giống như là trời, nó có ban ngày, nó cũng có ban đêm. Nhưng mà bây giờ mình chú trọng ấy, là mình quan tâm đến trời đêm, hay là quan tâm đến cái trời sáng, nó có một cái mặt sáng mặt tối. Thì đời nó cũng có một cái mặt khổ mặt vui vậy. Thì bây giờ mình chú tâm về cái nỗi khổ, hay là chú tâm vào niềm vui. Thì khi mình cứ để tâm vào nỗi khổ thì mình yêu bi, khi mình để tâm vào những cái niềm vui thì mình hoan hỉ. Thế thôi, thế cho nên nó có hai pháp thiền, đó là thiền tâm bi và thiền tâm hỉ, để nó quân bình lại. Vậy thì có lúc thì mình cũng phải buồn, cũng phải yêu bi một tí, cũng phải khởi lên cái tâm bi thương nỗi khổ một tí. Nhưng mà cũng có lúc thì mình cũng phải hoan hỉ với này, cái sự thành công của người khác một tí. Chứ chả lẽ suốt ngày yêu bi, suốt ngày yêu bi buồn mà suốt ngày mà buồn mãi là nó cũng rất là mệt. Nhưng mà suốt ngày mình vui, suốt ngày mình cười mãi thì cười nhiều quá nó cũng mệt. Vậy thì nó phải quân bình lại. Cũng có lúc thì mình phải tác ý đến cái nỗi khổ để mà có cái tình thương. Có lúc thì mình cũng phải tác ý đến cái sự thành công, đến những cái hạnh phúc để mình vui vẻ với cái cuộc đời này một tí. Và cái bài hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết cái pháp hành thiền tâm hỷ để có một chút niềm vui trong cuộc sống. Trong cuộc sống khổ đau này nhưng vẫn có đầy nhiều niềm vui. Phương pháp hành thiền tâm hỷ như sau. Một là lựa chọn một cái đối tượng thích hợp. Thiền sinh cần hướng tâm đến một cái người cùng phái nhá. Hướng tâm đến một cái người cùng phái, một cái người mình kính mến nhất. Trước tiên mình hãy đại tâm từ đến cái người đó, cầu mong cho người này thoát khỏi được an vui hạnh phúc, hay là thoát khỏi khổ đau khổ thân khổ tâm gì đó. Sau đó mình đại tâm bi đến người đó, cầu mong cho người này thoát khỏi khổ đau. Sau đó mới đại tâm hỷ đến người đó. Tiếp theo mới đại tâm hỷ tác ý đến sự thành công của người đó. Mình phải quan sát xem người này có cái gì thành công. Thành công về bất cứ một cái gì cũng được. Cứ để ý trong cuộc sống xem cái người này, người ta thành đạt được cái gì, thành tựu được cái gì. Ví dụ như là cái người này người ta được sống lâu, nó thành công, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, có trí tuệ, thông minh, rồi là có nhiều cái phước báo, có nhiều cái quả báo tốt đẹp, an vui đấy. Thì đấy là cái thành công của họ. Thì mình tác ý, mình cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Lúc ấy mình chỉ cần cầu mong thôi. Cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Bây giờ mình thử nhắm mắt lại, mình hình dung ra một cái người nào đấy ở trước mặt mình. Xong là mình tác ý cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Nhưng mà cái tâm của mình phải chú vào đúng cái sự thành công của họ. Tự nhiên mình sẽ thấy nó tan hết nỗi buồn đi trong tâm. Tự nhiên mình sẽ thấy là cái niềm vui của mình nó khởi lên ngay lập tức, nó sinh khởi ngay lập tức. Nó ngay lập tức mình sẽ có niềm vui, bao nhiêu nỗi ưu biên, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu điều chán nản nó tan đi hết. Và lúc đấy là mình sẽ có niềm vui. Đấy, niềm vui nó ở đâu? Niềm vui nó ở những chúng sinh ở xung quanh mình.
Mình chẳng qua là mình không biết cách, mình không biết cách tạo ra niềm vui, mình không biết cách tác ý, mình không biết cách khởi lên cái niềm vui thôi. Chứ niềm vui nó không phải là ở cái mà mình cứ đi tầm cầu, mà bây giờ cứ mình cứ chờ đến khi nào mình thành công mình mới vui, thì không biết đến bao giờ mình mới thành công. Chắc là năm mai mốt này, chắc một năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa mình thành công được cái công việc này, chắc mình vui lắm, chắc lúc đấy cuộc sống ăn vui lắm. Nhưng mà đến lúc mà mình thành tựu được rồi thì cái lúc đấy nó là niềm vui, nhưng đồng thời nó cũng có những nỗi khổ khác nó sinh ra. Mình không bao giờ tìm kiếm được. Vậy bây giờ mình muốn có niềm vui hiện tại, ngay hiện tại, ngay ở đây, thì giờ mình nhìn vào niềm vui của những cái chúng sinh ở xung quanh, những người khác xung quanh, đầy rẫy những cái thành công của mọi người, và mình lấy cái thành công của mọi người đấy mà vui, thì lúc nào mình cũng vui được. Còn mình cứ chờ bao giờ mình thành công mình mới vui thì lâu lắm, chẳng biết đến bao giờ mới thành công. Đấy là cái pháp thiền tâm hỷ, là mong cho người khác được thành công thì mình sẽ có niềm vui ngay tức thì. Cứ thế mà tác ý cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, và duy trì cái tâm trạng đấy, và cho đến khi đắc thiền. Nó giống như thiền tâm từ tâm bi, nó cũng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đấy là mình cái cách mà thành thiền tâm hỷ, đấy là thực hành như thế, rất là dễ, ai cũng làm được. Chỉ cần nhắm mắt hình dung đến một cái người khác thôi, mình nhờ cố gắng mình quan sát xem người ta có cái gì thành công, rồi mong muốn cho người ta không phải xa lìa cái thành công này. Mỗi thế là tâm hỷ thôi, mỗi thế là hoan hỷ nó khởi lên, mỗi thế là an lạc, niềm vui tràn ngập ngay lập tức. Duy trì cái trạng thái tâm đấy 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liên tục là đắc thiền. Sau đó mình sẽ giải tâm từ cái tâm hỷ đó đến một cái người mình kính trọng, đến người mình không yêu không ghét, rải tâm hỷ đến cả cái người mình ghét, sau đó rải tâm hỷ đến tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình. Mình phải thực hành tuần tự như vậy. Mình mong muốn cho những người mình kính trọng được an vui, không phải xa lìa những cái thành công đã đạt được, thì mong muốn cho cả những người dửng dưng, mong muốn cho cả những người mình ghét nữa được an vui, được không phải xa lìa những thành công, thì mong muốn cho tất cả chúng sinh không phải xa lìa những thành công nữa. Thì đấy là tâm hoan hỷ đó. Có những người thường xuyên gặp rủi ro bất hạnh, không có sự thành công nào đáng kể, thì trải tâm hỷ bằng cách nào? Nhưng bây giờ chẳng may mà mình hướng tâm đến đến một cái người mà mình rất là quý, rất là thương, rất là thân, rất là kính trọng, nhưng mà mình thấy cái người này toàn gặp những cái điều bất hạnh thôi. Lúc về vì lúc nào mình gặp ông này, ông ấy cũng kêu ca than vãn, gọi là có những nỗi khổ về thân, bệnh tật, ốm đau, có những nỗi khổ về tinh thần, rồi như là chán trường, mất mát, rồi là đủ mọi thứ, sầu bi, ưu não. Và thấy cái cuộc sống của ông này lúc nào cũng khổ hạnh như vậy, thì lúc đấy mình sẽ giải tâm hỷ bằng cách nào đây? Thấy cái người mà mình định giải tâm hỷ đấy, người ta vừa mới có rất là nhiều những cái điều bất hạnh, những cái điều mà nó không như ý người ta vừa mới xảy đến, và người ta đang chán trường, đang thất vọng, đang khổ đau, thì mình hoan hỷ bằng cách nào? Mình hoan hỷ bằng cách nào đến cái người này? Đó là mình phải tác ý như thế. Mình phải có một cái cách tác ý, đó là được sinh ra làm người là một sự thành công lớn. Dù sao thì cái người này cũng được sinh ra làm người rồi, thì bây giờ mình so sánh những cái chúng sinh khác, người ta phải sinh vào địa ngục, người ta khổ đau, sinh nằm ngã quỷ, sinh nằm súc sinh, vô vàn những cái chúng sinh đang khổ đau đọa xứ ở những cái cảnh giới thấp kia, thì cái người này mà đã được làm cái thân người, đó là một sự thành công rồi. Vậy thì mình phải chúc mừng cái sự thành công đó, chúc mừng đã được sinh ra làm người. Cho nên người ta có cái câu, người ta mới thường chúc mừng sinh nhật đấy, happy birthday. Cho nên là đấy, chúc mừng đã được sinh ra làm người, chúc mừng sinh ra làm người. Mấy cái ngày mà mình sinh ra là cái ngày mọi người vui, nhưng mà cái ngày hôm đấy mình có vui không? Ngày hôm đấy thì ai vui ai buồn?
cái ngày hôm đấy thì mọi người vui nhưng mình buồn, là mình khóc. Mình vui thì mình đâu có khóc nào. Chỉ có mọi người vui thôi. Thì lúc đấy mình nghĩ đến cái sự sinh ra làm người của người khác là mình có quyền vui rồi, còn cái người đấy khóc thì kệ người ta. Còn cái ngày mình chết thì sao? Mọi người khóc, còn mình thì sao? Có khi mình đang đứng ở bên cạnh mình, mình cười. Thì đấy là cái mà mình chúc mừng người khác, đó là chúc mừng cái người này được sinh ra làm người, thế thôi. Thì mình hãy quên đi những cái nỗi khổ, quên đi những cái bất hạnh của cái người đấy, và mình chỉ chúc mừng những cái thành tựu, và đó là được làm thân người này thôi. Vậy là tốt lắm rồi. Dù có gặp khổ đau, nhưng so với những cái loài súc sinh hay là các cái loài ở giai đoạn xứ là đã may mắn lớn rồi. Vậy hãy cầu mong cho người này không phải xa lìa sự thành công là được sinh ra làm người. Cứ cầu mong thôi, cầu mong sao đời này làm người, đời sau cũng vẫn đừng có đọa xuống các cõi khổ, vẫn cứ được làm người mãi mãi, như vậy là tốt lắm rồi. Thực hành như vậy thì tâm hỷ nó sẽ khởi lên. Nên là cái mình đang ý cầu mong cho người khác không phải xa lìa thành công là được làm người này. Thực hành xong với người đáng kính thứ nhất, rồi đến lần lượt mình đại tâm hỷ đấy đến những cái người đáng kính thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến thứ 10 người chẳng hạn, càng nhiều càng tốt. Cứ có bao nhiêu cái người mình thương, mình quý mình thì mình sẽ chúc mừng trước. Mình phải chúc mừng những cái người mình thương nữa, mình quý trước, chúc mừng cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho những cái người ta thương này, những cái người ta kính trọng này, những cái người ta quý mến này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Thì cái điều đó có dễ làm không? Dễ làm quá, bởi vì những cái người mình quý thì lúc nào mình chẳng hoan hỉ, mình thấy người ta thành công là mình hoan hỉ lắm rồi chứ. Thì mình quý ai thì mình sẽ mong cho người đó được thành công, cho nên mình hành thiền tâm hỉ với cái người mình quý sẽ rất là dễ dàng, nó không có khó, và mình sẽ luôn luôn hoan hỉ khi thấy những cái người mình yêu quý sẽ có sự thành công. Xong rồi thì sẽ đại tâm quý, cái tâm hỉ này đến cái người mình không thương không ghét. Và tiếp theo bây giờ mình phải hướng tâm đến những cái người sống ở xung quanh mình ấy, mà trước bây giờ nó cũng không phải là thân lắm, mà cũng không có phải là ghét, tức là cái người bạn sơ sơ, giống như người hàng xóm, người dưng, người bình thường ấy, người mới quen biết, chưa có cái kỷ niệm, chưa có cái ân oán gì cả, thì đấy là người bình thường không thương không ghét. Rồi mình cũng phải cố gắng thấy được những cái khía cạnh thành công của người đấy, và mình chúc mừng tác ý người đến người đấy là cầu mong cho người thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cứ như vậy, xong là mình tác ý đến người thường này, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, càng nhiều càng tốt. Tất cả những người nào mình dửng dưng, mình thấy bình thường ấy, thì bây giờ mình phải chúc mừng. Và những cái người nào càng sống gần mình thì mình càng cần phải có cái sự chúc mừng trước. Có cái sự chúc mừng đến cái người ở gần trước, rồi sau đó mới mở rộng ra xa dần dần sau. Cứ như vậy là bao nhiêu cái niềm vui, cái thành công của người khác, của người ta, có khi người ta chưa biết, chưa chắc đã để tâm, chưa chắc người ta đã thấy cái thành công đấy là vui, nhưng mình thấy người ta cái đấy là vui, cho nên là mình cứ vậy là mình sáng cái niềm vui của người khác. Cũng như là người ta có của nhưng người ta không dùng đấy, mình cứ lấy mình xài. Người ta có của báu nhưng người ta không biết dùng, thế là mình cứ xài thoải mái. Đấy, người ta có bao nhiêu cái thành công nhưng mà người ta vẫn khổ đau, vẫn hàng ngày vẫn ưu bi, vẫn than vãn, vẫn trách móc, nhưng mà mình thấy cái sự thành công đấy, nhưng mà họ không thấy, cho nên họ khổ đau, họ buồn phiền, họ than thở. Còn cái người nào người ta khôn, người ta thấy được, thế người ta cứ vậy người ta hoan hỉ. Thế là mình xài được cái thành công của người khác mà người ta có mà người ta không biết xài. Xong rồi mình xài hết cái thành công của cái người thường rồi, bắt đầu mình xài đến thành công của người ghét. Mình xem là có bao nhiêu cái người mà mình ghét ấy, những cái người thù, những kẻ địch, những cái người mà mình oán ghét ấy. Bắt đầu mình tác ý đến cái người ghét ở cái mức vừa vừa trước, sau đó là cái người cực ghét thì sẽ hành xong. Thì mình lại tác ý xem những cái khía cạnh gì mà họ được thành công ấy. Sau đó mình lại tác ý cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cái tâm lý bình thường thì làm sao? Cầu mong cho cái người này luôn không thành công một cái gì nào,
mình mong muốn. Thường thường cái người ghét ấy, thì mình chỉ mong muốn cho người ta bị sụp đổ, cho người ta gặp những cái điều tai hại, những cái điều tệ hại nhất. Đấy. Thì đấy là cái tâm lý đấy, mình khởi lên tâm lý đấy thì mình sẽ cảm thấy nó khó chịu, nó bất an, nó buồn phiền, nó khổ não. Nếu mình mà khởi lên cái tâm lý là mong cho cái người ta ghét ấy phải đau đớn, phải khổ sở, thì lúc đấy chính cái tâm người ta, mình mong như thế mà người ta có khổ không? Người ta có bất an, người ta có gặp buồn phiền không? Người ta không có gặp gì cả, nhưng chính lúc đấy chính cái tâm mình bị bất an, bị đau đớn, bị buồn phiền, bị khổ trầm. Như vậy là cái người đấy là được khôn hay dại. Cho nên cái người đời người ta ngu lắm, người ta không biết, người ta cứ đi cầu mong cho cái người ghét ấy bị khổ đau, nhưng mà chính họ lại khổ đau ngay lập tức. Thế nên lúc đấy cái người mà khôn ấy thì lại phải mong muốn cho cái người mình ghét này, cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Thế nên lúc đấy làm sao bao nhiêu cái thành công của họ mình lại được xài, mình lại được xài, có phải mình chả mất gì cả, chả phải làm gì cả, thế mà mình được hạnh phúc, thế mà mình được an vui, thế mà mình được hoan hỷ. Thế là tất cả những cái người ghét mình cũng cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong cho người này, người ghét thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, tám, chín, mười, chắc là có bao nhiêu người ghét mình liệt kê hết ra, xong là mình tác ý đến cái sự thành công của họ để mình hoan hỷ ở trên đấy, để mình khởi lên cái niềm, cái tâm nó hoan hỷ, là cái hỷ tâm vô lượng vô biên đấy. Ấy là cái đại tâm từ đến cái người mình ghét, phá bỏ ranh giới. Sau khi đã đại tâm từ đến ba hạng người là mình quý, người thương, người kiềng, người ghét xong rồi, mình sẽ phá bỏ ranh giới bằng cái cách, bây giờ mình sẽ phá bỏ ranh giới bằng cái cách đó là mình sẽ coi cái người mình kính, quý, cái người bình thường với cái người thân thương như nhau, dưới một cái tâm hoan hỷ như nhau. Mình coi ai cũng như ai, ai cũng như ai, tất cả mọi người đều có những thành công hết. Người mình quý cũng có những thành công tốt đẹp, người mình dửng dưng bình thường người ta cũng thành công, cái người mình ghét người ta cũng có những khía cạnh thành công. Và bây giờ mình xài hết cả tất cả những cái thành công của mọi người đấy bằng cái cách đó là mình phá bỏ ranh giới đấy. Thực hành phá bỏ ranh giới, trước tiên thiền sinh để sáng giải tâm hỷ cho mình một chút xíu, cầu mong cho tôi không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Giải tâm từ cho mình thì nó không đắc thiền, nhưng mà mình chỉ giải một chút để mình thấy được là mình vui mừng như thế nào trên cái sự hoan, trên cái sự thành công của mình. Giờ mình thử mình nghĩ đến những cái mà mình đạt được xem mình có hoan hỉ, mình có thành công với những cái thành công mà mình đạt được ấy. Bao nhiêu là cái nỗ lực mà công phu mà bây giờ mình đạt được cái gì đó với bao nhiêu cái niềm ấp ủ, bao nhiêu năm tháng bây giờ mình mới thành tựu được một cái điều mà mình mong muốn, thì đấy là cái thành công của mình và mình hoan hỉ. Thì bây giờ mình sẽ hoan hỷ với những thành công của người khác giống như những thành công của mình vậy. Bây giờ mình sẽ tác ý đến những thành công của người khác để mình vui. Rải tâm hỷ đến một cái người kính là cầu mong cho người hiện thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Rải tâm hỷ đến một cái người thường, cầu mong cho người hiện thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Rồi lại rải tâm hỷ đến một người ghét, cầu mong cho người hiện thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Bây giờ mình cứ làm xen kẽ như vậy. Lúc thì mình hoan hỷ với một cái người mình quý mến, lúc thì hoan hỷ với người mình dửng dưng, lúc thì mình hoan hỷ với một cái người ghét. Cứ làm đi làm lại như vậy, làm đi làm lại như vậy cho đến rất nhiều người, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cứ làm đi làm lại dần dần cái tâm của mình nó sẽ trở nên bình đẳng với ba hạng người này. Với cái người mình quý trọng nó cũng hoan hỷ như vậy, với cái người mình dửng dưng nó cũng hoan hỷ như vậy, với cái người mình ghét nó cũng hoan hỷ như vậy, nó hoan hỷ như vậy. Thì lúc đấy là bắt đầu nó phá bỏ được, nó không còn ta ý, đây là cái người ta quý, đây là cái người bình thường, đây là cái người ta ghét nữa, nó không còn cái khoảng cách đấy nữa, mà nó ai cũng như ai, đây là một chúng sinh, một con người ở trên đời. Và lúc đấy mình sẽ có một cái nhìn bình đẳng, một cái nhìn bình đẳng, đó là ai cũng như ai. Thế nên là lúc đấy nó mới cái tâm từ ấy, cái tâm hỷ này, lúc đầu nó có giới hạn và bây giờ nó mới trở thành vô hạn. Cái lúc mà nó còn tôi chỉ có hoan hỷ
chỉ mong muốn cho cái người tôi thương này được thành công thôi. Còn cái người thường thì hơi hơi, còn cái người ghét thì rất là khó chịu. Thì cái lúc đấy là cái tâm đấy nó còn bị giới hạn, nó chưa trở thành cái tâm hỷ vô lượng. Nhưng bây giờ nó không còn cái giới hạn đó là người thân, người thường, người ghét nữa, mà nó coi tất cả mọi người ai cũng như ai. Để tất cả mọi người đều là những chúng sinh có những cái niềm vui và có những nỗi buồn như nhau. Thì lúc đấy bắt đầu cái tâm ấy nó mới mở rộng ra được. Và lúc đầu nó còn phân biệt, nó còn phân biệt người này với người kia, thì nó còn có giới hạn, thì nó không phải là tâm hỷ vô lượng, mà là tâm hỷ có giới hạn. Và bây giờ nó trở thành tâm hỷ vô hạn khi nó phá bỏ được cái rào cản này rồi. Khi nó phá bỏ được cái sự mình phân biệt này, cao thấp này rồi, thì nó trở thành vô hạn. Khi nó trở thành tâm hỷ vô lượng rồi, mình mới mở rộng được nó. Bắt đầu lúc này mới đến một cái bước là mở rộng tâm hỷ này ra. Tiếp theo thiền sinh mở rộng tâm hỷ ra 10 phương theo 12 phạm trù từ gần đến xa, khắp chúng sinh vô biên. Ví dụ thiền sinh mình sẽ mở rộng một cái ánh sáng đến một cái hướng đông, đấy một cái đám đông chúng sinh. Rồi lúc đấy mình bất cứ cái chúng sinh đó là ai, là người hay là thú hay chư thiên hay là bất cứ một cái loài gì. Và mình sẽ rải tâm hỷ là cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Rồi lại sang hướng tây, hướng nam, hướng bắc, theo 10 phương hướng này, đông tây nam bắc, đông bắc tây nam, hướng tây bắc đông nam này, và hướng trên hướng dưới. Thế là cả 10 phương hướng như vậy mở rộng này, từ gần rồi đến xa, từ gần rồi đến xa, tất cả những chúng sinh. Lúc đấy mình sẽ thấy rằng là tất cả mọi người, tất cả muôn loài, tất cả chúng sinh như nhau hết, như nhau hết, và mình sẽ hoan hỷ với tất cả sự thành công của tất cả chúng sinh. Đấy, lúc đầu thì mình lấy một vài đối tượng thôi, sau đó mở rộng này. Đấy, mình sẽ hoan hỉ được, cho nên đến cái người đấy, cho nên là đến lúc nào mình nhìn thấy ai mình cũng mỉm cười được. Mình ra đến đường này, mình nhìn thấy một cái người xa lạ mình mỉm cười được, mình đang hoan hỉ với sự thành công của họ mà, cho nên mình mỉm cười được. Rồi bắt đầu nhìn thấy một cái người thường dừng dưng mình mỉm cười được, thấy một người thương mình mỉm cười được, thấy một cái người ghét bây giờ mình mỉm cười được. Thậm chí thấy con chim nó bay trên trời mình cũng mỉm cười, thấy con cá nó bơi dưới nước mình cũng mỉm cười. Thế lúc đấy là cái tâm này, tâm nó rộng mở là như vậy đấy. Thế bảo sao cái người này vui thế nhỉ, vui hoan hỉ thế nhỉ, đi đến đâu cũng thấy hoan hỉ, đi đến đâu cũng làm cho người khác vui. Thế cái người mà có cái niềm vui đấy rồi ấy, thì đi đến đâu người khác nhìn thấy mình cũng hoan hỉ, bởi vì mình nhìn thấy ai mình cũng hoan hỉ mà. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người mà cái khuôn mặt người ta không có vui ấy, thì mình nhìn thấy thì cái tâm mình nó bị làm sao? Mình thấy người ta đang rầu rĩ thì tự nhiên mình nhìn thấy thì mình cũng sẽ khởi lên cái tâm nó buồn phiền như vậy. Nhưng mà bây giờ mình đang đi, mình gặp thấy một cái người, mình thấy người ta mỉm cười thì làm sao? Tự nhiên mình cũng cảm thấy nó vui ở trong lòng. Nó vui trong lòng là như thế. Cho nên là bây giờ một cái bông hoa héo hay một cái bông hoa tươi, mình thấy nhìn hoa gì? Một cái bông hoa nở hay một bông hoa tàn ấy, thì mình sẽ thích nhìn cái bông hoa mà nó đang nở, đang tươi này không? Thì bây giờ cũng hai người như vậy, một cái người mà lúc nào cũng hoan hỉ với một cái người lúc nào cũng sầu héo, thì mình sẽ đi gặp cái người nào? Thì mình sẽ đi tìm gặp cái người người ta hoan hỉ đấy, thì mình mới cảm thấy nó hoan hỉ chứ. Thì bây giờ mình đi gặp cái người mà người ta lúc nào cũng âu sầu ủ rũ ấy, thì được cái gì? Mình cũng rước bao nhiêu cái âu sầu vào mình. Thế nên cái niềm vui của mình nó sẽ làm cho người khác vui. Mà bây giờ mình muốn vui thì mình phải tìm ra cái khía cạnh vui của, tìm ra những cái, mà cái vui đấy nó không phải là những cái mà mình có cái gì đặc biệt cả, mà những cái vui đấy nó có ở những tất cả chúng sinh xung quanh mình. Và mình vui như vậy. Cho nên là ở trên đời có những cái người rất là vui tính, đi đâu người ta cũng vui, thì cái người ta sẽ làm cho mọi người vui. Có những cái người thì rất là âu sầu, đi đâu cũng âu sầu, đi đâu cũng làm cho mọi người buồn phiền. Bởi vì nó chỉ là những cái cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau, nó sinh ra những cái tâm trạng khác nhau thôi. Giờ mình muốn vui hay muốn buồn là do mình. Còn Đức Phật đã dạy mình phương pháp để cho mình vui đấy. Bắt đầu mình lại mở rộng cái tâm hỷ nữa, năm phạm trù không nêu rõ, đó là hoan hỷ với tất cả chúng sinh, với tất cả những loài có hơi thở,
những loài có hơi thở này, tất cả những loài có hơi thở, với tất cả sinh vật, với tất cả mọi loài, với tất cả cá thể. Đấy là năm phạm trù không nêu rõ, có nghĩa là mình không cần biết đó là ai đó. Mình cứ thấy chúng sinh nào mình cũng hoan hỷ, cũng vui vui vẻ hoan hỷ với họ, thì đấy là mở rộng ra năm phạm trù không nêu rõ. Hoặc là bây giờ mình phân biệt rõ ràng ra tất cả nam nhân, tất cả nữ nhân, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh ở các cái cõi thấp. Đó là mình hoan hỷ với tất cả những người nam, cầu mong cho tất cả những người đàn ông, những người nam giới không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho tất cả những người phụ nữ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho tất cả các bậc thánh nhân không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho tất cả các vị phàm nhân không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho tất cả chư thiên không phải xa lìa thành công đã đạt được. Tất cả nhân loại và tất cả những chúng sinh ở các cõi thấp nữa không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Thì cứ cầu mong như vậy, mình ước muốn như vậy. Vậy là để cái tâm hỷ của mình nó sẽ khởi sinh với tất cả những chúng sinh hữu tình, loài nào cũng được. Đấy, như vậy là mình tràn ngập những cái niềm vui. Ở đâu có chúng sinh là mình mở rộng cái tâm đến đấy và mình hoan hỷ với những chúng sinh ở đấy. Như vậy thì mình sẽ còn có mình sẽ không còn có ác cảm, không còn có ác ý, không còn có ganh tị, không còn có tật đố với bất cứ ai nữa. Với bất cứ ai, ai người ta có cái thành công thì mình không bao giờ phá hoại bất cứ một cái sự thành công nào của người khác. Ví dụ như là bây giờ con chim nó làm tổ ấy, mình cầu mong cho cái tổ của con chim này không bao giờ nó bị mất. Lúc đấy mình sẽ không phá tổ chim, mình không có đi làm hại bất cứ một ai. Thì lúc nào mình cũng mong muốn cho mọi người không phải xa lìa những thành, mong muốn cho tất cả chúng sinh không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Vậy cho nên là mình đi đâu mình cũng phải trân trọng tất cả mọi người, tất cả mọi loài, coi tất cả mọi người, tất cả thì cái lòng nhân ái của cái người đấy, cái lòng hoan hỷ của cái người đấy nó rộng lớn vô lượng vô biên, thương tưởng được tất cả muôn loài chúng sinh, hoan hỷ được với tất cả muôn loài chúng sinh. Thì những cái người như vậy bắt đầu được tất cả chúng sinh hoan hỷ yêu quý nè, sống đi đến đâu thì cái người đấy cũng sẽ được chào đón, đi đến đâu mình cũng sẽ được mọi người người ta hoan nghênh. Bây giờ là chúng sinh ở những cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đang phải chịu những nỗi khổ lớn thì mình làm, thì cái thành công của họ là cái gì? Bây giờ mình tác ý là mong cho tất cả những chúng sinh cả ở các cái cõi thấp ấy, như là những cái con vật khổ sở bé nhỏ mà cũng cầu mong cho nó không phải xa lìa thành công đã đạt được, thì thành công của nó là cái gì? Cái gì là cái thành công của những cái con này? Ví dụ mình sinh ra được làm người, mình có thân người thì đấy là thành công rồi. Nhưng mà những con vật bé nhỏ sinh ra những làm kiếp, những cái con súc sinh nó thường bị những cái con to hơn bắt ăn thịt, hay là bị người bắt để ăn thịt, thì đấy không phải là thành công mà đấy là sự thất bại. Vậy thì bây giờ cái thành công của những cái sinh linh bé nhỏ này là gì đây? Mình làm sao tác ý được đến thành công của họ? Rồi là cả những cái chúng sinh mà trong kinh Đức Phật dạy là người ta đang đọa ở trong địa ngục, người ta đang bị nấu nướng, người ta đang bị thiêu đốt trong đấy, thì bây giờ cái thành công của họ là cái gì? Mình tác ý làm sao để mà hoan hỷ được với họ ở đây? Không có lẽ để mình lại vui trên nỗi khổ của chúng sinh hay sao? Bây giờ mình đi đến một cái chỗ mà người ta có cái đám tang, xong là mình cứ hoan hỷ, cầu mong cho mọi người không phải xa lìa thành công đã đạt được nhé, cầu mong cho tất cả mọi người không phải xa lìa thành công đã đạt được nhé. Thì lúc đấy chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mình đến cái chỗ mà người ta đang khóc, mình cứ chúc mừng nhé, chúc mừng thành công tốt đẹp nhé, chúc mừng thành công tốt đẹp nhé. Thì chuyện gì xảy ra đây? Như vậy có nguy hiểm không? Tâm hỷ này mình không hoan hỷ như thế, nhưng mà cũng phải biết đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng đấy. Hiện tại thì họ đang khổ sở, nhưng trong quá khứ họ đã có sự thành công. Tức là những cái chúng sinh mà người ta đang hiện tại người ta đang đau khổ ấy, thì lúc ấy mình phải tác ý đến những cái thành công ở trong quá khứ của họ ấy.
hoặc là tác ý đến thành công ở tương lai của họ, thì lúc đấy mình mới khởi lên được cái tâm hoan hỷ. Ví dụ như những cái chúng sinh bây giờ người ta đang đau khổ, nhưng mà trước kia người ta đã từng ở sinh ra ở những cái cõi cao thượng, người ta đã từng có rất là nhiều những cái sự thành tựu, như là được sinh làm người, làm chữ thiên, có tài sản, quyền lực, danh vọng. Đấy là những cái thành công trong quá khứ, hoặc là trong tương lai khi họ thoát khỏi nỗi khổ này thì sẽ có những thành công mới, những thành công khác. Nên là bây giờ mình đến mình gặp những cái người đang đau khổ, bây giờ mình mà muốn cho người ta hết đau khổ thì làm sao? Thì bây giờ mình sẽ gợi nhớ cho người ta nhớ lại những thành công trong quá khứ, mà bây giờ hiện tại đau khổ như thế này thôi, nhưng mà trước kia đã từng có rất nhiều niềm vui rồi. Thế thì bây giờ mình hưởng nó hết rồi thì mình phải chịu thôi, chịu khó chờ đến khi nào những cái quả tốt nó trổ thì mình lại tiếp tục được hưởng tiếp. Chẳng hết cái nỗi buồn này rồi nó sẽ tan đi, nó sẽ qua đi. Phải cố gắng chờ đợi trong tương lai sẽ có nhiều sự thành tựu, nhiều sự thành công. Đấy, nó là một cái cách mà mình có thể gợi về những cái thành tựu ở trong tương lai. Những cái người mà người ta đang sầu ưu ở hiện tại thì hướng cho họ về những cái niềm vui ở tương lai, ở quá khứ, thì tự nhiên cái tâm nó hướng đến một cái là nó quên cái hiện tại đang buồn phiền khổ sở này đi. Vì vậy cho nên là người ta vẫn có những cái thành công, là vẫn có thể hoan hỷ được với những cái thành công của những người mà đang, của những chúng sinh mà người ta hiện tại đang đau khổ ấy. Thì lúc đấy mình phải tác ý đến cái thành công ở tương lai của người đó, hoặc ở quá khứ của cái người đó. Chứ mình không nên để ý đến những cái khía, để tâm đến những cái khía cạnh hiện tại, đến những cái thất bại hiện tại, mà chỉ có tác ý đến cái thành công thôi. Thì lúc đấy nó sẽ phát triển được cái tâm hoan hỷ. Thành công của những chúng sinh trong cõi thấp, ở những chúng sinh đang đau khổ, thì đó là sự thành công ở quá khứ và thành công ở tương lai, chứ không phải thành công ở hiện tại. Và mục đích để mình hành thực hiện thiền tâm hỷ là để làm gì? Mục đích là để làm gì? Mục đích là để mình lúc nào cũng hoan hỷ à? Ừ, là mục đích mình hành thiền tâm hỷ để lúc nào mình cũng có niềm vui, để mình quên đi cái nỗi buồn đâu, để mình không cần phải đi xem hài kịch đâu, không cần phải đi tìm cái chỗ nào để giải trí đâu. Và mục đích để mình hành thiền tâm hỷ này ý, là để đối trị lại tâm ganh tị tật đố, để đối trị lại cái tâm ganh tị, cái tâm tật đố. Bởi vì có một cái bệnh về tâm lý của con người và tất cả chúng sinh, đó là luôn luôn ganh tị với sự thành công của người khác, luôn ganh tị với sự thành công của những chúng sinh khác. Không phải là người mình ghét, mình muốn cho người ta thất bại khổ đau, có khi mình ganh tị cả với những người thân. Cho nên là cái tâm này nó là một trong những cái tâm sân, cái tâm ganh tị đấy, là mình nó sẽ đối trị lại được. Khi mình hoan hỷ với người khác thì cái tâm ganh tị nó không khởi lên. Còn nếu mà mình không hoan hỷ với sự thành công người khác thì là cái tâm ganh tị tật đố nó sẽ khởi lên. Vậy thì cái mục đích của cái pháp hành thiền tâm hỷ này là thế, chế ngự lại cái tâm tật đố. Như hành thiền tâm từ thì nó sẽ diệt trừ tâm gì? Hành thiền tâm từ thì nó sẽ diệt trừ tâm sân hận. Cái người mà có cái tâm tức giận nhiều, mình hay bị tức giận với người khác, thì hành thiền tâm từ cầu mong cho mọi người được an vui, thoát khỏi nỗi khổ về thân, về tâm, và thoát khỏi những hiểm nguy, hành thiền tâm từ. Còn thiền tâm bi thì nó sẽ đối trị với cái tâm, đó là cái tâm ác ý muốn làm hại chúng sinh khác, cái tâm não hại, đó là hành thiền tâm bi, thì mình sẽ thương chúng sinh trong niềm khổ. Còn hành thiền tâm hỷ là nó đối trị lại với lại cái tâm ganh tị tật đố, mình hay ganh tị với sự thành công của người khác, thì là bây giờ hành thiền tâm hỷ này thì nó sẽ hết. Nhưng bây giờ mình thấy là có ai hay ganh tị với mình không? Bây giờ mình có hay ganh tị với mọi người không? Có ganh tị thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Có cái câu chuyện nói rằng là có một cái nhóm chúng sinh ở trong địa ngục ấy, nó ở trong cái chảo dầu sôi. Nên là
nghĩa nó đang bâu sâu ở trong đấy. Thế là cái tên canh ngục, tên mà đúng nó canh cái chảo ấy, thấy rất là đông cái nhóm chúng sinh này, và nó đang tìm cách nó ngoi lên để nó thoát kho ra khỏi khỏi cái chảo nóng ấy. Đang tìm cách nó ngoi lên đấy, thì nó mới đi vào, nó cấp báo với Diêm Vương, cấp báo là chúng sinh ở trong cái chảo dầu sắp sửa thoát ra ngoài mất rồi. Thế nào Diêm Vương mới hỏi cái bọn đấy là cái bọn nó thuộc về nước nào, và thuộc về cái bọn đấy nó là cái bọn Nhật Bản ở thị Yên Tân mà không được thế thì phải ra ngăn chặn ngay. Và cái bọn đấy nó thuộc về bọn Việt Nam ở thế cứ yên tâm, bọn Việt Nam thì thằng này nó lên đến miệng thì có thằng khác nó kéo xuống, cho nên là không phải lo. Thì cái đấy nó là ám chỉ cho cái điều đấy, ám chỉ cho cái điều đấy là có những cái người ấy, người ta đoàn kết, người ta sẽ giúp đỡ nhau để vượt qua cái nỗi khổ. Thì ví dụ như là có những cái dân tộc người ta rất là đoàn kết, người ta coi cái sự thành công của người khác như cái sự thành công của mình vậy, cho nên người ta hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để được thành công. Còn có những cái vùng miền ấy, thì người ta bắt là ta xấu ngươi cũng phải xấu, xấu cho nó đều còn hơn là tốt nổi. Nên ai mà tốt là thằng này khôn nổi, diệt, không để cho cái thằng nào ngoi đầu lên, phải bằng nhau như nhau hết. Thì cái đấy là tâm gì? Có phải là đồng bào các dân tộc không? Đồng bào nào là hay có cái tâm đấy? Đồng bào con rồng là hay sân, con rồng chỗ tiên ấy là cứ phải xấu đều, không được tốt nổi. Em bây giờ trong một cái làng, nhất là cái làng là miền quê nào, vùng quê nào, em bây giờ mình thấy có một cái người nào người ta thành công thì cái dân làng ấy làm sao? Người ta sẽ chê bai, người ta sẽ giảm pha, người ta sẽ công kích, người ta sẽ đả phá, người ta lôi nó xuống, không cho nó hơn mình. Mình cho nên là cái người nào mà muốn thành công phải đi xa, đi tha phương. Còn nếu mà mình ở nhà mình mà qua mặt những cái người hàng xóm của mình, người ta giật mình xuống, giống như là những cái chúng sinh ở trong cái chảo nóng trào lên đến miệng rồi, thì cái đứa ở dưới nó sẽ cầm chân nó giật xuống, gần thoát ra khỏi cái địa ngục này nó còn giật xuống cho nên. Hay nhưng mà nó cái nhóm nào ấy nó mà đoàn kết với nhau thì nó đẩy nhau lên một lúc sau, khi mà đứa nó lên được đến trên rồi nó đưa tay nó kéo đứa ở dưới lên, thế là thành công hết. Vậy thì cái hành thiền tâm hỷ là mình để mình hoan hỷ với cái sự thành công người khác, mình không phá hoại, không ganh tị với ai, cho nên mình không phá hoại ai, cho nên là một người thành công thì sẽ có nhiều người thành công. Còn mình ganh tị là mình sẽ phá hoại người khác thì người khác sẽ phá hoại mình, đấy là tất cả mọi người cứ thi nhau phá hoại nhau, không cho ai hơn ai hết, cuối cùng tất cả cùng chết. Với một cái người mình quý kính ấy, mình không có tâm ganh tị, với người bình thường mình không ganh tị thì sao mình phải hành thiền tâm hỷ? Có những cái người nào mình thật sự quý trọng thì mình có mong muốn cho họ thành công không? Mình sẽ mong muốn họ thành công. Cái người mình chỉ giả vờ quý thì mình mới không muốn họ thành công. Còn người mình quý thật sự là mình sẽ không có chống phá người đấy, mình sẽ mong muốn cho họ thành công. Vậy thì còn phải giải tâm hỷ đến họ làm gì nữa? Lúc nào trong lòng mình chả sẵn có cái tâm mong muốn cho họ thành công rồi, phải không? Còn với cái người dửng dưng ấy, cái người dửng dưng thì người ta tốt, người ta xấu, người ta hơn, người ta kém, người ta làm sao mà kệ người ta, liên quan gì đến mình, phải không? Nên việc gì mình phải rải tiền tâm hỷ đến người ta nữa. Mà tại sao mình phải rải tiền tâm hỷ đến hai loại người này? Người quý kính với lại cái người mà mình không biết, không hay biết gì hết, không quen biết gì cả, không quan tâm. Vấn đề là thế này, nếu mà cái người mình quý trọng quá, mình trở thành tham ái, dính mắc với sự thành công của họ. Cái sự thành công đôi khi nó sẽ trở thành tham ái, dính mắc. Ví dụ như là mỗi giờ một người làm quan, ví dụ mình có người thân nhé, người ta được làm cái cán bộ to, làm quan lớn, tự nhiên đi đâu mình cũng nghênh ngang, tôi con ông đấy, bà đấy đấy, phải không? Đấy là mình có cái tham ái, có cái dính mắc với cái sự thành công của người thân, coi cái sự thành công của người họ, của người khác giống như là sự thành công của mình. Mình cũng nghênh ngang, tự cao, tự mãn, tự kiêu, tự đắc.
lúc đấy mình ngạo mạn, ngạo mạn, mình chẳng sợ ai, đi ra đường vượt đèn đỏ mà cảnh sát mà bắt tối này cháu với ông đấy động vào tôi không chết. Thì đấy là có cái sự dính mắc rồi, dính mắc vào sự thành công của người thân rồi. Vậy thì phải có cái hành thiền tâm hỷ này để mình quân bình nó lại, mình không có hoan, không có tự mãn, không có kiêu ngạo với sự thành công của người thân nữa, thì mình sẽ coi là cái thành công của người khác cũng như tất cả chúng sinh thôi, không có cái gì để cho mình phải ngã mạn cả. Còn hành thiền tâm hỷ đến hành thiền tâm hỷ đến một cái người bình thường dửng dưng ấy, ví dụ như là bây giờ mình có một người hàng xóm mà ngày nào ấy thì nó còn là một cái đứa trẻ nó ngây thơ, một đứa trẻ trâu ấy. Bây giờ nó trở thành quan lớn ấy, mà mình vẫn coi nó như trẻ trâu ấy, làm sao mình không quan tâm. Ngày xưa mày đứa trẻ trâu, bây giờ nó về nó đỗ trạng này, ôi cái thằng cu kia xuống đây thì nó sẽ làm sao đây. Lúc đấy mình coi chừng bị chém đầu ạ. Thì mình không hoan hỉ với thành công của người khác, mình coi người ta cái lúc mà người ta chưa thành công ấy thì đúng là nó là đứa trẻ đấy. Nhưng bây giờ nó thành công rồi, mình còn dám coi nó là đứa trẻ nữa không? Cho nên là lúc đấy mình phải làm sao? Phải chạy ra tung hoa chúc mừng, chắp tay bái lại ầm ầm ấy. Cái lúc người ta thành công rồi đấy, mình không chúc mừng mà. Bây giờ mình chỉ ngồi, tất cả dân làng người ra chúc mừng, bây giờ mình cứ ngồi, mình quay lưng lại. Thế là, thì nó sẽ làm sao? Cái thằng hàng xóm kia nhìn thấy mình mà nó không ra chúc mừng, nó sẽ tìm cớ nó diệt mình luôn. Đấy là cái tội mình không hoan hỷ với cái sự thành công của cái người bình thường. Cho nên là mình phải hoan hỷ cả với cái thành công của người thường nữa. Đấy là cái vấn đề là như vậy. Mình dính mắc cũng không được, mà mình coi thường cũng không được. Thấy người ta là người thường mà mình coi thường cũng không được. Thì mình phải hoan hỷ, mình phải chúc mừng. Cho nên là với cái người thân mà có cái niềm vui gì mình cũng phải đến chúc mừng. Với một cái người hàng xóm bình thường thôi, không quen không biết ấy gì, thì bây giờ người ta thành công mình cũng phải đến mình chúc mừng, phải đến chúc mừng người ta, mình hoan hỷ với người ta để người ta hoan hỷ lại với mình. Hành thiền tâm hỷ với người thường để có sự hoan hỷ với thành công của người thường, không được coi thường cái sự thành công của người thường. Còn với cái một cái người mình thù ghét, mình nghĩ đến mình đã khởi tâm sân rồi, mình muốn cho họ bất hạnh thì làm sao có thể hoan hỷ được. Với những cái người thân thì mình rất dễ hoan hỷ được, với cái người thường thích mình vẫn hoan hỷ được, nhưng với người ghét, với cái người ghét thật lòng mình có muốn cho họ thành công không? Trong thật lòng, trong thâm tâm mình nó có muốn cho người đó thành công, có muốn cho người đó an vui hạnh phúc không? Nếu mà nó mà đã mình mà đã muốn cho người ta thành công, muốn an vui hạnh phúc thì cái người mình đã hết cái người ta, thì cái người đấy không còn là người ghét nữa, không còn là kẻ thù nữa, mà cái người đấy nó đã trở thành người thân rồi. Vậy thì bây giờ làm sao để mà phát triển được cái tâm hỷ đối với cái người mình ghét ấy? Lúc đấy mình phải có dùng những cái cách thức tác ý để hóa giải cái tâm ganh tị. Ví dụ như tác ý đến sự độc hại của tâm ganh tị, người có tính ganh tị thì xấu xí, vì người ganh tị thì thể hiện ra khuôn mặt và ánh mắt sầm trì khó chịu. Bây giờ mình đi đến đâu ấy, mình có cái thành công gì đó mình kể cái sự thành công của mình ra, có người thì hoan hỉ, nhưng mà có người thì tức tối sầm trì khó chịu, thì mình có biết được cái tâm của người đấy không? Cái người nào hoan hỉ, còn cái người nào mà đang ganh tị rõ ngay ra đấy. Thì cái người mà hay có tâm ganh tị là hay sầm trì, hay khó chịu với sự thành công của người khác. Người ganh tị thì ngủ không ngon giấc, vì mình không chịu được người khác thành công hơn mình, tâm trạng căng thẳng cho nên là ngủ không ngon. Người ganh tị thì không gặp may mắn, vì không có ai muốn ủng hộ người có tính ghen ăn tức ở. Người ganh tị thì không có tài sản, vì thường gặp quả báo dữ do rủi ro bất hạnh. Người ganh tị thì không có danh xưng, vì mọi người đều ghét cái người đó. Người ganh tị thì không có bạn bè, vì mọi người đều muốn tránh xa cái người đó. Người ganh tị thì khi chết phải đọa vào các cõi khổ. Vì ganh tị cho nên mình hay nghĩ đến hại người, mình tạo các cái ác nghiệp ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý. Mình ganh tị với người khác, mình muốn phá hoại người khác, mình tạo ác nghiệp, thì lúc chết mình phải đọa vào các cái cõi khổ.
Nếu tác ý như vậy mà ganh tị hay đố kỵ nó vẫn khởi lên thì lại phải tác ý để mình chế ngự mình. Tật đố sẽ hủy hoại tâm thanh tịnh của mình, vì vậy hãy từ bỏ tật đố, cái tâm ganh tị. Khi mình khởi lên cái tâm ganh tị, mình tác ý như vậy, tâm ganh tị tật đố sẽ phá hoại công đức, vì vậy mình hãy từ bỏ ganh tị tật đố. Tật đố sẽ hại chính mình nên từ bỏ tật đố. Tật đố sẽ khiến người khác thù ghét lại mình nên hãy từ bỏ cái tật đố để tránh những cái oan trái. Chiến thắng tật đố ở trong lòng còn hơn chiến thắng hàng ngàn vạn quân địch, vì vậy hãy từ bỏ tật đố. Đấy, phải thấy là từ bỏ được cái tật đố, từ bỏ được cái ganh tị này mới là một cái người có sức mạnh lớn, mới là một cái người dũng cảm, mới là một cái bậc tướng quân, mới là một cái bậc chiến sĩ. Tác ý như vậy mà tâm ganh tị nó vẫn khởi lên thì lại tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp. Ganh tị là đang tạo nghiệp, ta sẽ là chủ nhân của nghiệp này, là thừa tự của cái nghiệp ấy. Nghiệp ganh tị này sẽ là thai tạng, là quyến thuộc đi ta, đi theo ta từ đời này sang đời khác. Và cái người ganh tị thì không thể giác ngộ, người ganh tị thì không thể chứng được các quả thanh văn, người ganh tị thì khi chết không được sinh lên thiên giới, hoặc là có sinh lại làm người cũng sẽ trở thành người xấu xí, không có được tốt đẹp. Bây giờ mình có tâm ganh tị là hiện tại nó xấu mà tương lai sinh ra đời sau nó không xấu. Tâm ganh tị nó... mà trái lại cái nghiệp ganh tị này sẽ dẫn đến đọa lạc, dẫn đến bất hạnh, dẫn đến những cõi khổ trong địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và Atuna, hoặc làm người xấu xí bần cùng hạ tiện. Tác ý như vậy thì người ganh tị giống như tay cầm cục than đỏ để đánh người, người chưa đau thì mình đã bị cháy tay rồi. Như thế, giống như là bây giờ mình ghen tức với người ta, mình thì cái tâm của mình nó bị thiêu đốt rồi, mà lúc ấy người ta vẫn chẳng vấn đề gì. Giống như người cầm cục phân ném người, người chưa bẩn thì tay mình đã dơ rồi. Vì vậy dứt trừ tâm ganh tị để tránh tạo bất thiện, tránh tạo cái quả báo về sau. Rồi lại tác ý đến cái người kia, nhưng mà mình tạo cái người kia, người ta hay ganh tị với mình, người ta hay tật đố với mình, người ta hay chống phá mình, bây giờ chả lẽ mình lại không chống phá lại nữa. Vấn đề là nó như vậy, mình chẳng muốn ganh tị, mình chẳng muốn tật đố, mình chẳng muốn chống phá, nhưng mà tại cái người kia nó cứ ganh tị tật đố chống phá lại mình, vì nó là kẻ thù mà hai bên nó chống nhau, nó phá nhau, muốn phá hoại nhau mà. Thì bây giờ làm sao, chả lẽ mình lại chịu thua. Thì lúc đấy người ta ý là người kia ganh tị là họ đang tạo nghiệp, họ là chủ nhân của nghiệp ấy, họ là thừa tự của nghiệp ấy, họ là thai tạng, là quyến thuộc của nghiệp ấy. Cái nghiệp ganh tị ấy đi với họ từ đời này sang đời khác. Nếu người kia ganh tị thì họ sẽ không được giác ngộ viên mãn, họ không thể chứng đắc được thánh quả, họ không thể sinh thiên giới, mà họ có sinh lại làm người cũng xấu xí, không tốt đẹp. Hoặc là họ sẽ đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, những cái làm những cái thân bần tiện, xấu xí đấy. Thì cái người ganh tị với ta giống như người ngược gió tung bụi, thì cái người họ sẽ bị dính bụi trước, hoặc giống như người nhổ bọt lên trời, họ nước bọt sẽ rơi vào họ trước. Vì vậy hãy dứt trừ ganh tị để tránh tạo bất thiện nghiệp, tránh tạo cái quả báo bất hạnh về sau. Ta nghĩ như vậy thì nó có hết không? Có hết tật đố ganh tị không? Tác ý như vậy mà tật đố vẫn khởi lên thì lại tác ý đến dòng sinh tử vô tận. Trong dòng luân hồi sinh tử ta và những cái người kia từng là cha mẹ anh chị em với nhau, vậy thì bây giờ mình sao có thể ganh tị với ai được? Mình không được ganh tị với ai ở đời. Tác ý như vậy. Tác ý như vậy mà cái tâm ganh tị tật đố nó vẫn khởi lên thì mình dùng trí tuệ để phân tích. Thân của ta là 32 thể trược, tóc nông bóng răng da thịt gân xương tùy thận. Bây giờ mình tác ý là mình ganh tị với người kia là mình ganh tị với tóc, hay với lông, hay với móng, hay với răng, hay với da, hay với thịt, hay với gân, hay với xương, hay với tủy, hay với thận. Nhờ phân tích ra như vậy thì mình sẽ thấy mình mới thấy mình thật là ngu si, mình thật là ảo tưởng. Mình ganh tị với một cái gì đó nó rất là mơ hồ, nó không có thật. Người ta chỉ là 32 uế trược rồi, mình đi ganh tị với cái sự uế trược của người ta. Có lẽ mai mốt người ta cắt tóc nó có một cái búi tóc rối, người ta vứt ra bờ ấy, xong là mình cứ ra đấy mà sân hận với người ta, ra đấy mà ganh tị với người ta. Thì toàn thể cái thân này bây giờ mà chia chẻ ra từng cái một thì nó chẳng có cái gì là thật cả. Hoặc là cái người kia nó chỉ là tứ đại đất nước nửa gió, thì mình ganh tị với đất, với nước, hay với nửa, hay với gió đấy, mình ganh tị với cái gì của người ta đấy? Ganh tị với đất nước nửa gió của người ta hả?
hay là người kia chỉ là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, mình ganh tị với uẩn nào, cái tác ý như vậy thì cái ganh tị nó sẽ không khởi lên nữa. Chỉ có người ngu mới ganh tị, người có trí hiểu rõ bản chất của cái thân này thì nó cái tâm ganh tị tật đố nó không thể khởi lên được. Thế là cái người có trí tuệ thế thì người ta không bị ganh tị, không bị tật đố để nó chi phối. Người trí tuệ càng lớn thì người ta không có tí không tật đố với ai. Còn cái người mà ngu si thì người ta tật đố. Vậy thì bây giờ cái người nào càng tật đố thì càng ngu si. Vậy thì bây giờ mình muốn mình là người ngu hay mình muốn mình là người trí? Thì tất nhiên mình muốn mình là người trí rồi thì mình đừng có tật đố với ai nữa. Mặc dù đã tác ý như vậy mà tật đố nó vẫn khởi lên thì mình hãy tặng cho người đó một món quà, giống như là từ bi nhá. Giờ mình tặng quà nó sẽ hết tật đố, nó hết ganh tị. Mình tặng cho người đó một món quà thì tất nhiên là mình đang muốn làm lợi ích cho người khác rồi, thì hiềm hận trong lòng nó tiêu tan hết, trong lòng mình nó tiêu tan, trong lòng của cái người nhận quà nó tiêu tan. Thế là hết tật đố. Thế là để giải trừ được cái oan gia từ nhiều đời, nhiều kiếp trước nó cũng tan hết. Chỉ có tặng quà cho người nào mình ghét thì mình sẽ hết ghét người ta. Sự khác nhau giữa tâm hỷ và thiền tâm hỷ nó như thế nào? Bây giờ cái người ta không hành thiền tâm hỷ nhưng người ta có niềm vui không? Người ta vẫn có niềm vui. Chứ không phải là cái người hành thiền tâm hỷ mới có niềm vui. Nhưng mà hai cái niềm vui này nó khác nhau như thế nào? Bây giờ cái người không hành thiền tâm hỷ nhưng người ta thấy người khác thành công, người ta có vui không? Người ta vẫn vui. Vậy cái tâm vui này nó như thế nào? Với cái thiền tâm hỷ nó khác nhau này. Tâm hỷ là niềm vui khởi lên khi thấy một hữu tình khác đang đạt được những thành công với ước muốn cho họ không phải xa lìa những thành công đó. Còn thiền tâm hỷ là niềm vui, cũng là niềm vui đó nhưng nó khởi lên liên tục không gián đoạn trên cái sự thành công của người khác và đạt đến trạng thái ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền rồi nên nhị thiền, nên tam thiền. Nó chỉ khác nhau một cái là cái người mà không hành thiền tâm hỷ thì cái niềm vui nó chỉ thoáng qua một cái nó tan đi mất. Vậy cái niềm vui mà thoáng qua đấy nó có chế ngự được cái tâm ganh tị tật đố không? Nó chế ngự một thoáng cái tâm ganh tị nó lại khởi lên luôn. Còn cái người mà thực hành thiền tâm hỷ thì an trú được trên cái tâm hoan hỷ đó liên tục không bị gián đoạn, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một ngày, hai ngày. Vậy người ta chế ngự được cái tâm ganh tị đó liên tục luôn. Đấy là cái công dụng nó khác nhau. Tâm hỷ thuộc về tâm thiện dục giới, còn thiền tâm hỷ thuộc về tâm thiện dục giới. Hai tâm hỷ nó khác nhau một chút xíu. Công dụng của thiền tâm hỷ và công dụng của tâm hỷ nhé, hai cái này nó khác nhau ở cái vấn đề là tâm hỷ thì có khả năng chế ngự được tâm tật độ, tức là ở một cái mức độ rất là thấp. Như là bây giờ mình cố gắng tác ý là hoan hỷ với sự thành công của mọi người. Đấy, nhưng mà có khi tâm tật đố nó mạnh quá, nó cứ khởi dậy liên tục. Mình cứ được một cái niệm này, một cái tâm này khởi lên này, chúc cho cái người này không phải xa lìa thành công đã đạt được. Đấy, nhưng một cái ý nghĩ sau là mong cho nó tan nát cuộc đời. Đấy, một cái nghĩ sau nó lại mong cho nó được thành công, một mong cho nó thất bại. Nó cứ hai cái tâm nó cứ đánh nhau suốt ngày. Thế là ở cái mức độ của cái người mình tác ý bình thường ấy, mình không có hành thiền ấy, là cái tâm nó không có duy trì liên tục một trạng thái được, mà là cứ lúc nó thế này, lúc nó thế kia. Cho nên lúc này thì mình là người tốt, lúc sau là người xấu, lúc là người tốt, lúc là người xấu, nó cứ liên tục như vậy. Cho nên là tại sao ở đời có người ta cũng tốt, hôm nay người ta tốt, ngày mai người ta thành người xấu, hôm nay người ta đang người xấu, ngày mai người ta thành người tốt. Người ta không thể nào thành cái người tốt liên tục được. Nhưng mà cái người hành thiền tâm hỷ này thì khác, nó chế ngự hoàn toàn được cái tâm tật đố này liên tục luôn, chế ngự được một ngày, hai ngày, nhiều ngày, ngày nào ăn cứ chú ở trong cái thiền tâm hỷ đấy là nó chế ngự hoàn toàn được luôn, và nó làm cho cái tâm tật đố ganh tị không khởi lên được. Đấy là cái công dụng của hành thiền tâm hỷ đấy. Nó ở cái mức độ cao như vậy, nên là hai cái tâm nó khác nhau. Cho nên là cái mình muốn chế ngự được cái tâm ganh tị để đạt được cái hoan hỷ thì phải hành thiền tâm hỷ cơ, còn không hành thiền thì nó chỉ gọi là sơ sơ. Còn bây giờ thành công và thất bại thì như thế nào được gọi là thành công, như thế nào là thất bại? Vấn đề là như vậy, mình hoan hỷ với cái sự thành công của người khác
Ví dụ bây giờ có một cái thằng trộm, nó đi nó ăn trộm lận nội về, nó ăn trộm được một món tiền, vào nhà băng nó cướp ngân hàng được món tiền về, xong là mình thấy mình hoan hỉ quá, chúc mừng được thành công, chúc mừng thành công. Có phải tâm hoan hỉ không? Đấy có phải là thành công không? Vậy thì thành công là thành công cái gì đây? Thành công như thế nào là thành công? Còn như thế nào là thất bại? Không cái gì, thất bại là cái gì đấy chứ? Đấy. Thành công ấy là thành công khi những thiện nghiệp nó cho quả. Khi những thiện nghiệp nó cho quả thì nó đương nhiên nó phải cho những quả tốt đẹp rồi. Thiện nghiệp cho, khi những thiện nghiệp cho quả, một người được tiếp nhận những cảnh hài lòng thì đó gọi là thành công. Thì một cái chúng sinh người ta thành công khi mà cái thiện nghiệp cho quả, ví dụ được sinh làm người, đấy là một cái thiện nghiệp nó cho quả mới được sinh ra làm người, thì đó là thành công. Đó là thành công, mình đi chúc mừng sinh nhật người khác, đấy là mình chúc mừng người ta được sinh làm người đó. Đó là thành công này. Đấy, hay là bây giờ mình đi chúc mừng sinh nhật xong rồi đi mừng thượng thọ. Mừng thượng thọ cũng là một thành công, thì sống lâu. Chúc mừng sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp đấy. Trí tuệ đấy. Đấy là những cái thành công do những cái thiện nghiệp nó trổ quả. Chứ bây giờ những cái bất thiện nghiệp nó trổ quả thì có được gọi là thành công. Những cái gì mà thuộc về bất thiện nghiệp trổ quả thì không là thành công. Một cái người sinh ra làm người là khó, nhưng được sinh ra làm người tốt lắm rồi, chúc mừng, hoan hỉ đi, đấy là thành công rồi. Một người được gặp giáo pháp, đấy là một sự thành công. Một người được thực hành giáo pháp, đó là thành công. Một người chứng ngộ giáo pháp, đó là thành công. Đấy là một cái sự có những cái thành công đấy. Vậy thì bây giờ mình chúc mừng cho người khác, không, mình mong cho người khác không phải xa lìa thành công đã đạt được, thì mình phải tác ý đến những cái thành công, đến những cái thành quả của những cái thiện nghiệp này nó cho quả này. Ví dụ đấy, sống lâu mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, có nhiều tài sản, có nhiều danh vọng, thì đấy là những cái thiện nghiệp nó cho quả, và hãy chúc mừng cái thành công đấy. Nếu mình không gọi chúc mừng cái thành công mà người ta vừa mới đi tạo cái ác bất thiện nghiệp về. Nhưng khi bất thiện nghiệp cho quả, một người phải gặp những cảnh không hài lòng thì đó là thất bại. Khi nào mà những cái một cái người người ta gặp những cái cảnh không hài lòng, ví dụ như là sinh vào các đọa xứ, đó là thất bại chứ không phải thành công. Sinh làm súc sinh, sinh làm ngã quỷ, sinh vào địa ngục, đấy là thất bại, thất bại chứ không phải thành công. Hoặc sinh làm người nhưng mà phải chết sớm, không được sống lâu, luôn luôn bệnh tật, không có khổ, không được khỏe mạnh, không có an vui, luôn luôn gặp những cái chuyện buồn phiền, không có sắc đẹp xấu xí, không có trí tuệ, ngu si đần độn đấy, thì những cái người đấy là những cái thất bại, đó là những cái thất bại của những người khác. Đấy, hoặc là người ta sinh ra làm người nhưng người ta không được gặp chánh pháp, mà người ta luôn đi theo tà pháp, luôn thực hành tà pháp, thì đó cũng là những thất bại của cái người đấy, đó không phải là những thành công. Thì bây giờ mình muốn hoan hỉ với thành công người khác, mình phải tác ý đến những cái thành quả tốt đẹp của cái người đấy, những cái quả của những thiện nghiệp nó trổ, thì đó là thành công, và mình hoan hỉ trên những cái thành công đấy, thì cái tâm thiện của mình nó mới khởi lên. Chứ bây giờ mình cứ nghĩ là người ta thành công rồi là mình hoan hỉ cả những cái bất thiện của người ta, thì làm sao mình hoan hỉ với những bất thiện của người ta, thì nó sẽ gieo vào tâm mình những cái pháp bất thiện. Cho nên là mình chỉ hoan hỉ với những cái thiện nghiệp, những cái nghiệp thiện mà nó cho quả thôi. Vậy thì cái người nào phải có trí tuệ mới hành được thiền tâm hỉ. Cái người không có trí tuệ từ thì cái người đó sẽ hoan hỉ một cách bừa bãi, nó sẽ biến cái tâm hỉ đấy thành tâm tà kiến. Lúc nào mình không biết, mình không phân biệt được luôn. Tâm hỉ với cái tâm hỉ thiện với cái tâm hỉ bất thiện, mình không phân biệt được. Vậy thì người phải có trí tuệ để phân biệt được. Mình hoan hỉ với những điều thiện chứ không hoan hỉ với điều bất thiện. Một người mà hiện tại đang gặp thất bại thì phải đại tâm hỉ đến họ như thế nào? Ví dụ cái người ta đang gặp thất bại, đau đớn, thì bỏ qua những thất bại và tác ý đến những thành công ở quá khứ và tương lai thì nó sẽ khởi lên tâm hỉ. Còn
hoan hỷ với sự thành công của mình thì có phải là tâm hỷ không? Bây giờ mình bảo mình tác ý đến thành công của người khác thì nó khó quá, mà nó khó khởi lên cái niềm vui lắm. Bây giờ chỉ nghĩ đến những cái mà mình đã thành công thôi, đã thành quả. Mình nghĩ đến cái thành quả của chính mình, rất nhiều cái sự thành công. Chúc mừng cho tôi được sinh ra làm người, chúc mừng cho tôi được sống lâu, chúc mừng tôi mạnh khỏe, chúc mừng cho tôi được an vui, chúc mừng tôi được sắc đẹp, chúc mừng cho tôi có nhiều trí tuệ. Mình đi đâu mình cũng khen mình, đi đâu mình cũng muốn mọi người tán thán mình, đi đâu mình cũng tán thán mình, đi đâu mình cũng ca ngợi cái sự thành công của mình. Thì đấy có phải là tâm hỷ không? Đấy là có phải là tâm hỷ vô lượng không? Nên thì cái đấy là tâm hỷ gì? Cái tâm hỷ mà nó luôn hoan hỷ với thành công của mình ấy, thì nó là tâm hỷ gì? Này nó là tâm hỷ vô lượng. Nó không phải là tâm hỷ vô lượng đâu, mà nó cái tâm hỷ vô lượng nó chỉ khởi lên với đối tượng là những hữu tình ở bên ngoài, chứ nó không khởi lên với chính mình. Nếu mình hoan hỷ với những thành công của mình thì đó không phải là cái tâm hỷ vô lượng đó, mà nó là tâm hỷ có giới hạn. Đó là giới hạn với chính bản thân mình thôi, nó không có hỷ với người khác được. Khi mình thích thú với sự thành quả thành công của mình thì đó là tâm gì? Là tâm. Nếu mình hoan hỷ với những thiện nghiệp mà mình đã làm thì đó là tâm thiện thọ hỷ. Với những tâm thiện mà mình đã làm thì đó là tâm thiện thọ hỷ, chứ nó không phải là tâm hỷ vô lượng kia. Tâm thiện thọ hỷ nó vẫn có giới hạn. Nếu hoan hỷ với những cảnh trần khả ái hấp dẫn, ví dụ như mình có sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, mình được rất là nhiều những cái cảnh mắt thấy, tai nghe, toàn những cái điều mình ưa thích thôi. Mình gặp cái cảnh gì nó cũng hấp dẫn, nó cũng khiến cho mình vui thú, đi đâu cũng được những cái niềm vui chào đón. Thì đó là cái những cái cảnh khả ái hấp dẫn này, thì đó là tâm hỷ của tà kiến. Tâm tà kiến thọ hỷ, nó chỉ là tâm tà kiến thọ hỷ thôi. Còn nếu mình hoan hỷ khi thấy mình hơn người khác một cái gì đó thì đó là tâm ngã mạn thọ hỷ. Tâm ngã mạn thọ hỷ với tâm tà kiến thọ hỷ. Vậy thì mình hoan hỷ với những thành công của mình, nó chỉ có ba cái tâm này nó khởi lên. Một đó là tâm thiện thọ hỷ, hai là tâm tà kiến thọ hỷ, ba là tâm ngã mạn thọ hỷ. Nên là mình hoan hỷ với mình rất là nguy hiểm. Hoan hỷ với niềm vui của mình thì nguy hiểm lắm. Vậy cho nên bây giờ nếu mình mà thành công thì mình phải làm sao? Mình có được phép vui không? Mình coi nó là bình thường thôi. Coi nó bình thường thôi chứ đừng chớ có vội ăn mừng. Chớ vội ăn mừng. Ăn mừng sớm quá đến mai, hôm nay cười mai khóc. Hôm nay thành công biết đâu mai thất bại sao? Vì vậy cho nên là cái người mà càng có trí tuệ thì người ta dửng dưng. Bây giờ mình đi hỏi mấy cái người ta thành công rồi ấy. Chắc là mình hỏi người ta có hạnh phúc không? Chưa chắc à. Người ta bình thường cũng có gì là hạnh phúc cả. Nên thường thường những người thành công người ta ít khi thấy được cái thành công của mình. Hoặc là người ta thấy cái thành công của mình đó chỉ là một cái chuyện, là cái gì đó nhỏ nhoi bình thường thôi. Vì cái người có trí tuệ thì coi mọi thứ đấy nó là giả tạm, nó không có cái gì là thật sự. Cho nên ít khi hoan hỷ với thành công của mình. Còn nếu mình hoan hỷ với cái tâm thiện thọ hỷ thì vẫn tốt. Đó là mình hoan hỷ với những cái thành quả thiện của mình, nó cho quả. Cái tâm, những cái kết quả thiện của mình nó cho quả thì vẫn được. Miễn là mình đừng có cái tà kiến thọ hỷ với ngã mạn thọ hỷ thôi. Đấy. Còn nếu mình mà hoan hỷ thì nó không phải là tâm hỷ vô lượng, nhưng nó là tâm thiện thọ hỷ thì được. Cho nên là đôi khi mình thành công mình cứ cười, mình cứ vui vẻ, mình cứ hoan hỷ. Hoặc mình không hoan hỷ cũng chẳng sao, mình hoan hỷ cũng chẳng sao. Khi mình thích thú với sự thành công của người thân thì nó là tâm gì? Mình thấy người thân của mình có cái gì đó thành tựu, mình vui lắm, mình thích lắm. Thì cái tâm này là tâm gì đây? Nếu mình có sự chấp trước đây là thành công của người thân của tôi thì đó là tà kiến. Chẳng có ai là người thân, tất cả chúng sinh đều là sinh ra rồi lại diệt đi. Hoặc là nó sinh ra tâm ngã mạn. Nếu mà mình hoan hỷ, mình nghĩ là đây là người thân của tôi thì lúc đấy mình sẽ sinh ra tâm tà kiến hoặc ngã mạn. Còn nếu mình hoan hỷ bình đẳng, mình coi người thân cũng như tất cả những chúng sinh, những hữu tình khác, thì nó sẽ mới là cái tâm hỷ vô lượng. Tâm hỷ vô lượng thì trong cái lúc
mình khởi lên thì mình không có cái tác ý đây là cái người của tôi nữa, đây là một hữu tình, đây là một chúng sinh, đây là một con người, thì nó mới sinh lên được cái tâm hỷ vô lượng. Còn mình còn bị giới hạn, nó còn bị giới hạn, đây là người thân của tôi, còn đây là cái người thường, đây là người ghét, thì cái tâm hỷ đấy nó có giới hạn, nó chưa phải là vô lượng. Vô lượng coi tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau. Người có tâm hoan hỷ mạnh thì thường có biểu hiện như thế nào? Giờ mình thấy một cái người hoan hỷ thì nó có khác với lại cái người sầu bi không? Hai cái người nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhỉ? Người hoan hỷ khác, người sầu bi khác. Một người suốt ngày kêu ca than vãn, một ngày một người thì đi đâu cũng khen ngợi tán thán người khác, một người thì lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, một người thì lúc nào cũng niềm nở vui tươi cười. Hai người này làm sao lại khác nhau? Sao lại khác nhau? Mình là người nào? Cái người nào đây? Cái người mà có cái tâm hỷ mạnh ấy, thì người ta đã là người vui tính, hay cười, hay chúc mừng, hay khen ngợi người khác. Coi thành công của người khác như thành công của mình. Thấy người khác thành công mà mình cảm thấy nó vui, nó phấn chấn, thích thú. Người có tâm hỷ thì rất là dễ, rất là thân thiện, không có ác cảm với ai. Có cái tâm hỷ không có ác cảm, nói chuyện với ai cũng khiến cho họ vui vẻ. Người có tâm hỷ sẵn sàng giúp cho mọi người, tạo cơ hội cho mọi người, cổ vũ và khích lệ cho mọi người đi đến thành công. Người tâm hỷ này có quý mến không? Có quý không? Quý quá chứ. Bây giờ mình muốn hợp tác với ai phải xem cái người này có hay cười hay không. Xem người này có hay cười, cười thì người ta mới hoan hỉ với sự thành công của mọi người. Thì người ta mới sẵn sàng mình làm hợp tác với người đấy, thì người ta mới sẵn sàng ủng hộ cho mình. Thành công của mình cũng là thành công của người ta, thì thành tựu lớn mà. Còn bây giờ cái người mà người ta không có hoan hỉ, lúc nào người ta cũng khó chịu thì người ta làm sao? Người ta sẽ không hoan hỉ khi thấy người khác thành công. Thì lúc đấy thì cái tâm của cái người hoan hỷ nó khác, nó vui vẻ. Còn cái tâm của cái người tật đố, thì cái người mà ganh tị tật đố thì lúc nào cũng ưu tư buồn phiền, nó khác nhau như vậy. Ưu điểm của cái tâm hỷ là không bị buồn phiền chi phối. Cái người mà có cái tâm hỷ mạnh thì nó không bị buồn phiền chi phối, nhưng mà nó cũng có khuyết điểm, có một cái nhược điểm, đó là dễ trở thành vui nhộn thái quá. Vui nó vừa vừa, vui quá nó thành ra vui nhộn, suốt ngày tụ tập này. Suốt ngày với cái người đấy, người ta vui thì người ta luôn luôn phải đi kiếm người khác, đi kiếm người khác để tìm kiếm những cái niềm vui mà. Bắt đầu lại sinh ra tụ tập, thích sinh ra những cái tiệc tùng. Vì cái người mà hoan hỷ thấy người ta thành công, ở đâu có cái đám tiệc là phải đến để chúc mừng, mang hoa đến để chúc mừng. Thì hôm nay đi dự tiệc, mai đi dự tiệc, ngày nào cũng đi dự tiệc, suốt ngày đi dự tiệc. Có người nào vậy không? Suốt ngày phải đi chúc mừng người này, thì người kia ngày mai nó có cái đám khánh thành đi chúc mừng, người kia nó có đám cưới đi chúc mừng, mốt lại có một cái đám khai trương đi chúc mừng. Suốt ngày đi chúc mừng như vậy thì lúc nào nó vui nhộn thái quá. Vui nhộn vừa vừa nó dễ trở thành thái quá. Khi nào mà thấy nó vui quá thì lúc đấy lại tác ý đến nỗi khổ là nó hết. Tác ý đến cái tâm bi ấy, tâm bi với tâm hỷ, hoặc là tác ý đến tâm xả. Một người thường có tính khó chịu với mọi người, muốn thay đổi tính cách đó thì phải làm gì? Mình hay khó chịu với người khác. Bây giờ mình thấy một cái người vui tính thì người ta rất nhiều bạn bè, phải không? Bởi vì người vui tính thì đi đâu cũng được mọi người chào đón, mà ai cũng muốn tìm đến để chơi với cái người mà người ta vui đấy, để mình có được một chút niềm vui, mình cũng được vui nơi. Nhưng mà bây giờ mình có một cái người là rất là khó chịu, mình thấy ở gần ai mình cũng khó chịu, gặp ai cũng khó chịu. Khó chịu là làm sao? Khó chịu đó là mình không có cái tâm hỷ đấy, tâm hỷ nó ít nên hay khó chịu. Bây giờ muốn thay đổi ấy, mình để trở thành một cái người vui vẻ với mọi người thì mình phải làm sao? Thì phải thực hành thiền tâm hỷ. Mà bây giờ mình thực hành thiền tâm hỷ nó thay đổi ngay. Đang là một cái người ưu tư buồn phiền, chịu khó thực hành thiền tâm hỷ một thời gian thì mình sẽ trở thành một cái người
một cái người vui tính luôn, một cái người hài hước, một cái người vui vẻ, một cái người đem lại cái niềm vui cho mọi người. Sống ở đâu cũng an vui, sống ở đâu nó cũng vui như ngày Tết. Lúc nào mình mong muốn cho ông phải san điền những thành công mà đạt được, mong muốn cho mọi người ông phải san điền những thành công mà đạt được. Mình cứ có cái tác ý như vậy, đi đâu mình cũng có cái tác ý như vậy, tự nhiên mình thân thiện với tất cả mọi người luôn. Chứ bây giờ mình thấy người ta thành công rồi mình ôi sợ lắm, bây giờ người ta thành công, người ta thành ông to bàn lớn, mình đến gần bị coi thường chết. Có nghĩ vậy không? Đấy, một là nó sẽ như thế, mình thấy người khác thành công. Hai là mình, cái thằng này bây giờ nó thành công, nó coi thường người khác, phải diệt trừ nó. Thì nó sẽ khởi ra, nếu mà cái tâm ganh tị nó sẽ như vậy. Thì bây giờ mình cứ khởi lên cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ, hoan hỷ, tự nhiên cái thành công của họ giống như thành công của mình. Tự nhiên mình cũng được hưởng một cái phần thành công đấy. Rồi cái người kia người ta thấy mình hoan hỷ, chúc mừng người ta cũng hoan hỷ với mình. Người ta cũng mong muốn cho mình được thành công như họ. Thì người ta lại tiếp tục giúp đỡ cho mình, người ta chia sẻ tất cả những cái bí quyết, những cái năng lực, những cái điều kiện gì có thể để cho mình được thành công. Thế là mình cứ chúc mừng người khác thành công, mình sẽ thành công. Còn chống phá người khác thì người khác chống phá mình. Tại sao có người thường ganh tị với sự thành công của người khác? Muốn từ bỏ này thì phải làm sao? Nếu mình có cái tật là hay ganh tị, giờ mà muốn từ bỏ cái tật ganh tị thì phải làm sao? Tại sao? Tại sao lại có cái tật ganh tị này? Giờ muốn từ bỏ nó thì phải làm như thế nào? Cái tâm lý là mình muốn hơn người nên là hay ganh tị, nên không chịu được khi thấy người khác hơn mình. Vậy thường sinh tâm khó chịu với sự thành công của người khác, đó là tật đố. Muốn từ bỏ được cái nó thì phải thực hành thiền tâm hỷ. Mong muốn cho người khác không phải san điền thành công đã đạt được thì dần là hết cái tâm ganh tị tật đố đấy. Và mình sẽ hoan hỷ được với mọi người. Người hay ganh tị thì thường có biểu hiện như thế nào? Bây giờ mình có biết được xung quanh mình có cái người nào hay ganh tị không? Mình phải xem cái tính cách biểu hiện ra. Người hay ganh tị là hay tức tối, hay khó chịu khi thấy người khác thành công, hay bác bỏ, hay nói xuyên tạc, phủ nhận những thành quả của người khác, hay tìm cơ hội chống phá, phá hoại sự thành công của người đó. Đó là cái biểu hiện của cái người hay ganh tị tật độ. Người hay ganh tị là hay chống phá, hay... ví dụ một cái người mà hay nói xấu người khác, hay nói xấu là mình biết rồi đi, hay nói xấu người khác, thấy người ta có cái gì đó tốt tốt, người ta hay hay một tí là bắt đầu là tìm cách nói xấu, nói xấu đấy là một cái cách chống phá, bôi nhọ thanh danh để cho mọi người có ác cảm với cái người người ta đang thành công. Cho nên là nhiều người có cái thành công gì là cứ phải giấu đi, đừng có nói. Xung quanh nhiều người người ta ganh tị lắm, người ta mà biết người ta phá chút chết. Nhưng khi nào mình thành tựu viên mãn rồi, lúc đấy vượt ngoài sự chống phá của thiên hạ rồi thì lúc đấy thì muốn sao cũng được. Còn cái lúc mà giống như là cái mầm non nó mới nhú lên thì phải lấy cái gì mà che đấy. Không có thì con chuột nó đi qua nó thấy ngon nó đớp một miếng. Đấy. Mầm non, con sâu nó lúc nào nó chả thích ăn mấy cái mầm non nhú lên. Thế vậy cho nên là cái lúc mà nó còn non là phải biết cách bảo vệ. Rồi đến khi mà thành tựu viên mãn rồi mọi người sẽ đến chúc mừng. Thế nào là sự khác nhau giữa hoan hỷ và tùy hỷ? Thế có một cái pháp đó là pháp tùy hỷ công đức. Tùy hỷ hay tùy hỷ làm sao? Với hoan hỷ nó có khác nhau không? Những người nào mà học giáo pháp thì mới nghe thấy cái câu tùy hỷ và hoan hỷ. Cái câu sa thú là hoan hỷ hay tùy hỷ? Câu sa thú nành thay đấy, chúc mừng, chúc mừng. Sa thú nành thay là hoan hỷ hay tùy hỷ? Bây giờ cái câu chúc mừng thì đấy là cái câu hoan hỷ hay tùy hỷ? Chúc mừng thì là hoan hỷ, còn cái câu sa nành thay thì là hoan hỷ hay tùy hỷ? Nành thay là tùy hỷ, còn chúc mừng thì là hoan hỷ. Ví dụ bây giờ người ta đạt được cái thành tựu gì đó, mình đem hoa đến chúc mừng, đấy là hoan hỷ. Còn một cái cách là tùy hỷ, tán thán công đức. Hai cái này khác nhau này. Hoan hỷ khởi lên khi thấy người khác hưởng những thành quả tốt đẹp với mong muốn cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Hoan hỷ là mình hoan hỷ với cái sự, với cái thành quả của người khác. Còn tùy hỷ là khi thấy người khác tạo tác những cái nhân tốt đẹp, mình tán thán những công đức của người đó.
xa thú đành thay đấy là tán hán công đức. Hoan hỷ là nó khởi lên khi thấy người khác hưởng quả. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta trèo lên, người ta hái cây xoài người ta ăn, thì mình hoan hỷ và chúc mừng nhá, trồng cây rồi được đến ngày ăn trái rồi đấy, quả ngon thế nhỉ, tôi xin trái, phải không? Thì đấy là hoan hỷ. Còn tùy hỷ là mình thấy là có người người ta mang xoài đi trồng, mang xoài đi trồng, thế mình vào, quý hóa quá, quý hóa quá, nành thay, hôm nay đi trồng cây, ngày mai sẽ được ăn trái ha, bao giờ có trái nhớ cho tôi miếng nhé, phải không? Thì cái đấy là tùy hỷ. Tùy hỷ là khi mình thấy người khác người ta tạo nhân ấy. Hoan hỷ là bởi vì trước kia người ta làm được thiện rồi, cho nên bây giờ người ta được gặt những cái thành quả tốt đẹp và mình hoan hỷ. Thì lúc đấy là người ta có thành công, người ta vui, mình chẳng phải gieo nhân gì cả, nhưng mà lúc đấy mình cũng được hưởng sái cái niềm vui của người ta, được hưởng sái cái thành quả người ta, phải không? Hai bên cùng hưởng quả, mất gì đâu. Còn bây giờ là gieo nhân này, bên kia người ta gieo nhân nhưng mình có gieo không? Mình chẳng gieo, nhưng mà mình cũng phải bảo người ta nhớ sau này có trái cho tôi nhé. Sau này mình có được hưởng không? Tất nhiên là phải được chứ. Thì cái lúc đấy sau này người ta ăn trái, người ta phải nhớ đấy, à cái ngày lúc ấy mình gieo, mình đi trồng cây, cái ông hàng xóm ông ấy bảo bao giờ có trái ăn thì cho tôi, bây giờ lúc đấy người ta có thành, bây giờ mình có quả mình phải mang sang mình ta biếu người một chút. Vậy thì bây giờ cái người mà mình hoan hỷ, mình cũng được hưởng phước của cái người người ta đã tạo phước. Còn cái người tùy hỷ làm sao? Mình cũng sẽ được hưởng phước của cái người đang gieo nhân đấy. Vậy cho nên là mình phải hoan hỷ với kết quả của người khác và mình tùy hỷ với cái sự gieo nhân người ta. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta bố thí cúng dường, người ta tu tập làm những việc thiện, thì mình phải hoan hỷ, mình phải nành thay, tán thán công đức. Thì cái đấy là mình đang hoan tùy hỷ theo, thì sau này mình cũng được hưởng phước giống như cái người người ta đang tạo phước ấy. Còn nếu mình hoan hỷ với cái sự hái quả của người ta thì mình sẽ được hưởng quả giống như là người ta đang hưởng ấy. Hưởng quả thì nó cũng thế thôi, nó cũng là niềm vui, mình hoan hỷ theo mình cũng được vui nơi thế. Gieo nhân cũng vậy, chờ mai mốt có quả ấy, cả hai được cùng được hưởng, phải không? Có phải vậy thì cái người nào khôn là làm sao? Mình cứ ngồi đấy mình hoan hỷ với tùy hỷ, còn người khác cứ việc đi giao, phải không? Con nhân là bây giờ ấy, có phải là tất cả mọi người trong xã hội đều đi ra đồng cày cấy không? Nhưng mà khi mà nó thành gạo thành cơm rồi, có phải tất cả mọi người cùng được ăn không? Chỉ một nhúm người đi làm thôi, nhưng mà vô số người ăn, làm sao thế? Đấy, một cái người gieo nhân, hàng vạn người được hưởng quả là vậy đấy. Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng ấy. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương, tức là một người mà tạo nhân ngàn người được hưởng. Một cái bông hoa, một cái bông nó nở hoa thì cả một cái khu rừng nó thơm. Và vậy mình hoan hỷ với tùy hỷ là cái người khôn nhất trên đời. Khi hoan hỷ thì được cái gì và khi tùy hỷ thì được cái gì? Hoan hỷ thì được cái gì? Tùy hỷ thì được cái gì? Khi mình hoan hỷ với người khác là mình mang hoa đi tặng, mình có được gì không? Khi mình tùy hỷ là mình nành thay mai mốt cho tôi nhé, có được gì không? Khi hoan hỷ thấy người khác hưởng quả lành thì mình được niềm vui như chính mình đang hưởng quả. Khi tùy hỷ thấy người khác tạo nhân thì mình sẽ được phước giống như chính mình đang tạo nhân. Đấy, nó vẫn là như vậy ha. Cứ ngồi đấy mà hưởng quả, ngồi đấy. Rồi. Thì bị hỷ nào là cao thượng và hỷ nào là hạ niệm. Bây giờ nó có hai loại hỷ. Một cái người có một cái người khôn cũng hoan hỷ, mà một cái người người ta không khôn người ta cũng hoan hỷ. Một cái người thiện người ta cũng cười, mà một người ác người ta cũng cười, phải không? Thì bây giờ mình phân biệt được không? Hỷ nào là cao thượng tốt đẹp, hỷ nào là xấu xa hạ niệm. Hỷ hạ niệt sinh lên với tâm tà kiến tham ái ngũ dục. Hỷ hạ niệt hơn nữa là sinh lên với tâm ngã mạn, nghĩ mình hơn người khác. Ví dụ bây giờ mình thích khi mà mình được hưởng thụ những cái niềm vui ở trong cuộc sống ấy. Mình thấy cái cảnh sắc nó đẹp, cái mình thích luôn. Mình nhìn thấy cái gì đẹp mình thích quá, mình cười thích thú. Ban đầu mình mong muốn mình đạt được cái này. Thì đấy nó là mình tham ái với cảnh ngũ dục
cái cảnh trần cảnh bên ngoài nó cũng có cái tâm hỷ. Hoặc là mình ngã mạn, mình hôm nay mình chiến thắng rồi, hôm nay đội mình chiến thắng, thế là mình thích thú hô vang một năm họ vang, tức là mình cứ đi tán thán cái sự chiến thắng mình. Đấy là mình hoan hỷ vì hơn người khác, hoan hỷ vì chiến thắng người khác, đấy là hoan hỷ đi theo với ngã mạn. Và hoan hỷ khi mà mình ưa thích những cảnh trần ở bên ngoài, đó là hoan hỷ đi theo với tà kiến. Thì hai cái tâm hỷ này được gọi là hạ niệm. Còn cái hỷ cao thượng là sinh lên với các tâm thiện, như là khi mình tạo các thiện nghiệp hoặc thấy người khác tạo các thiện nghiệp mà mình hoan hỷ. Ví dụ như là mình hoan hỷ vì hôm nay mình được làm những cái công đức, những thiện nghiệp, bố thí, giữ giới, hành thiền, tạo tác những cái thiện nghiệp đấy, đó là cái hoan hỷ. Thì đó là những cái thị, cái hỷ cao thượng ở cái cõi dục giới. Hỷ cao thượng là khi ni dục, ni bất thiện pháp và chứng các tầng thiền, nó cũng có hỷ. Hỷ cao thượng hơn nữa, nó là hoan hỷ với sự thành công của chúng sinh đã đạt đến trạng thái sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Vậy thì cái hỷ cao thượng nhất, không còn cái hỷ cao thượng nào hơn, đó chính là thực hành thiền tâm hỷ mà đạt được, mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền đến tam thiền. Đó là cái hỷ cao thượng nhất, không còn cái gì nào bằng. Câu hỏi nữa đó là khi xem các loại phim hài kịch mình vui cười thích thú thì đó là hỷ gì? Hỷ nó có lợi ích gì không? Giờ mình rất là thích, hôm nay có cái nghệ sĩ hài, vua hài đến đây diễn nên là cả làng kéo đi xem. Xem hài thì cười âm mỹ làng nước lên. Thì cái hỷ đấy là hỷ gì? Cùng nhau cười vui thích thú. Và cái hỷ này nó có lợi ích không? Lợi ích tác dụng gì không? Làm cho mình sống lâu không? Làm cho mình mạnh khỏe không? Thì nó có làm cho mình đẹp hơn không? Thì nó có làm cho mình có trí tuệ không? Vui với những trò hề giả tạo thuộc về tà kiến thọ hỷ, càng xem càng ngu si đi, không có lợi ích với người muốn thành tựu giác ngộ. Đấy, cái trò hề người ta giả tạo, người ta giả vờ vậy mình cười. Người ta cố tình người ta giả vờ, người ta trêu vậy mình cười. Thì cái hỷ đấy là cái hỷ tà kiến, mình cái giả mình tưởng là thật, thì đấy là mình là người không có trí tuệ, mình mới tưởng vậy, tưởng cái giả là thật, người ta đóng cái diễn trò cười, hình đấy không có lợi ích mà nó không có thành tựu được trí tuệ giác ngộ, thì đấy nó làm cho mình si mê, mai mốt mình cứ sinh ra ảo tưởng, thích những cái giả, không còn biết được cái thật nữa, say mê với cái giả tạo. Giờ câu hỏi nữa rồi. Những cái tâm gì nó hiện diện trong bốn hạng người này này? Có người thương khi thấy chúng sinh khổ, nó là tâm gì? Có người hoan hỉ khi thấy chúng sinh hạnh phúc thì đó là tâm gì? Có người thương khi thấy mình khổ thì nó là tâm gì? Có người hoan hỉ khi thấy mình hạnh phúc thì đó là tâm gì? Tâm này mình có phân biệt được cái tâm mà. Thương khi thấy chúng sinh khổ thì đó là tâm gì? Hỏi đó là tâm bi nhá. Còn khi mình hoan hỷ khi thấy chúng sinh hạnh phúc thì là tâm gì? Thì đấy là tâm hỷ. Còn có người thương khi thấy mình khổ, thương thân thì đó là tâm gì? Thương mình nhé. Thương mình. Có người thương khi thấy mình khổ là tâm. Tâm gì? Hỏi chấm thì đấy ha. Có người hoan hỷ khi thấy mình hạnh phúc thì là tâm gì? Mình thương người khác khổ thì đó là tâm bi, mình thấy người khác hạnh phúc thì đó là tâm hỷ. Thương mình thì đó là tâm sân, còn mình hoan hỷ với hạnh phúc của mình thì đó là tâm tham. Vậy thì bây giờ mình mà muốn có cái niềm vui, muốn có cái tâm hoan hỷ thì mình phải hướng ra bên ngoài, hướng vào những cái thành công, hạnh phúc của người khác. Mình phải lấy cái hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình thì mình sẽ vui. Mình cứ nghĩ đến cái niềm vui của mình, chạy theo cái hạnh phúc của mình là mình sẽ khổ. Mình bây giờ mình thương những nỗi khổ của tất cả chúng sinh ấy, thì mình sẽ thì đó là cái tình mới là tình thương. Còn mình thương cái khổ của mình ấy, thì đó lại là sầu bi ưu não. Mình thương nỗi khổ của mình chỉ là sầu bi ưu não, mình thương nỗi khổ của chúng sinh thì nó mới là tình thương. Mình vui với hạnh phúc của chúng sinh đó mới là niềm vui.
Còn mình vui với hạnh phúc của mình thì đó chỉ là tham ái. Từ trước đến giờ nó hay khởi lên tâm gì? Nó khởi lên tâm gì? Nó khác nhau, đời với đạo nó khác nhau. Muốn có cuộc sống tràn ngập niềm vui thì phải làm gì? Phải thực hành thiền tâm hỷ á, hoan hỷ với tất cả thành công của chúng sinh. Hành thiền tâm hỷ vô lượng, vô biên, không hận, không sân, không ganh tị tật đối với ai, thì mình sẽ có một cái cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thực hành thiền tâm hỷ thì được những lợi ích gì? Đây là những lợi ích thiết thực hiện tại. Với người mà thực hành thiền tâm hỷ, thiết thực hiện tại có 11 lợi ích. Ngủ an ổn, ngủ trong an ổn, ngủ rất là ngon, vì tâm lý thanh thản, không lo lắng tức tối với ai. Thức trong an ổn vì mình lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, nên sống ở đâu cũng được mọi người chào đón, yêu quý. Đấy, cho nên lúc mình đi ngủ thì cũng ngon lành, không có ác mộng gì hết. Không có ác mộng vì không ăn trái với ai nên ngủ không có ác mộng. Được mọi người yêu mến vì mình hoan hỷ với mọi người nên mọi người hoan hỷ lại với mình. Được chư thiên yêu mến, các vị chư thiên cảm nhận được tâm hoan hỷ cũng hoan hỷ lại với mình. Cho nên là mình ở đâu, cái người có cái tâm hoan hỷ, không những là người cũng yêu quý mà chư thiên, thiên thần người ta cũng yêu quý. Chư thiên sẽ hộ trì cho mình, chư thiên sẽ hộ trì cho những người có tâm thiện lành, không ganh tị tật đố. Mình ganh tị tật đố chư thiên không ngay, không có hộ trì đâu. Nên là bây giờ mình cầu mong cái gì, trước tiên là mình phải thay đổi mình trước. Nửa khí giới chất độc không làm hại bản thân, tâm hỷ mạnh có năng lực bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm ở bên ngoài. Thế, ví dụ như là những cái sự độc hại, những cái nguy hiểm ở bên ngoài ít khi nó tác động đến cái người có cái tâm, đến cái hỷ tâm vô lượng rất là lành mạnh. Ví dụ mình hỷ, mình thương yêu tất cả mọi loài, thương yêu tất cả chúng sinh, chẳng may có một ngày nào đó mình đi lạc vào trong rừng, thế là có con hổ nó sổ ra, nó định nó bắt mình. Nhưng mà lúc đấy tự nhiên nó cảm nhận thấy tâm từ, nó thương hại mình luôn, nó không hại nữa. Đi đường chẳng may mình đạp vào con rắn, nhưng mà mình là cái người có cái tâm thiện lành cao, nó cũng không có cắn mình. Đấy là những cái mà nó sẽ bảo vệ được mình như vậy. Tâm hỷ đến bao giờ mình hành cái thiền tâm hỷ, mình ngồi ra ngoài mà con muỗi nó đậu vào nó không chích mình nữa, thì lúc đấy là cái tâm hỷ cực mạnh, nó bảo vệ mình. Thì lúc đấy mình yên tâm đi đến đâu cũng không có một cái loài nào hại mình được. Còn mình ngày nào mà còn ngồi đó kia mà con muỗi nó còn đến nó chích, nó hút máu, là cái ngày đấy là tâm hỷ chưa cao, mình chưa hoan hỷ với nó. Mình còn nhìn thấy nó mình ác ý luôn, phải không? Mình nhìn thấy nó một cái muốn vỗ chết nó rồi. Mình ác với nó thì nó phải ác lại với mình chứ. Còn bây giờ mình hoan hỷ với nó, mình đây chích đi, ôi được một bữa ăn no cho muỗi là mình thích. Thế mình cứ ngồi đấy nó càng chích nhiều càng tốt. Đấy, đâu có bao giờ còn hại người nữa, đâu có hại chúng ai nữa. Cho nên là không ai làm hại mình là vậy. Tâm dễ đắc định, vì tật đố là triền cái chướng ngại cho định, đã được đè nén thì rất dễ tu tập định. Cái người mà có cái tâm hoan hỷ thì người ta rất dễ đắc thiền. Đã không ganh tị với ai, mình nghe cái người kia, mình nghe thấy cái bạn đồng tu đắc thiền là mình phải hoan hỷ, mình quý trọng. Coi cái người đó đắc thiền như mình đắc thiền, mình coi cái người đó mình như là một báu vật trên đời, thì mai mốt mình mới đắc thiền được. Còn mình nghe người kia đắc thiền, mình ganh tị, mình khó chịu, mình buồn phiền, bực bội, thì mình có tu hết kiếp này mình không đắc được. Vấn đề là như vậy. Cho nên là mình phải muốn thành công được cái gì, mình phải hết lòng hộ trì cho người khác, thì sau này mình sẽ được thành công. Còn nếu mà mình mà cứ chống phá người khác thì muôn đời mình không bao giờ ngóc lên được. Nhớ chưa? Nét mặt khinh an, người có tâm hỷ sẽ biểu hiện ra nét mặt vui tươi, phúc hậu, dễ thương, dễ mến. Phải không? Bây giờ mình nhìn thấy một cái người, người ta tươi mình có thương không? Thương quá, nhìn những người cào cào thì ai mà thương được. Khi mạng trung tâm không rối loạn, người có tâm hỷ đến khi chết thì không có sợ hãi, không có kêu la na ó. Nét mặt vẫn vui tươi, đến lúc chết nét mặt cũng như là mỉm cười ra đi, không có một cái sự gì nhăn nhó, không có gì sợ hãi cả. Đấy là cái người có tâm hỷ. Nếu chưa đắc niết bàn ở đời này thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên. Một người mà chưa chứng đắc tâm hỷ, chưa chứng đắc A La Hán ở hiện tại mà thực hành được pháp tiền tâm hỷ thì chết cũng phải sinh về cõi Phạm Thiên giới. Đó là 11 lợi ích của cái người thực hành pháp tiền tâm hỷ quảng đại vô biên, không ganh tị tật đố với ai ở đời.
chịu khó hành thiện tâm hỷ nhé. Hết bài.